Trước 1807, bây giờ mới giết con trai người. Diệp Hoàng không để ý đến quyền ảnh càng lúc càng lớn trước mặt, chỉ có điều ánh sáng nhàn nhạt hắn ném ra ngoài bỗng trở nên cực nóng và bành trướng. Quyền ảnh đó trong nháy mắt bị đường sáng đó bao lấy. Một tiếng lộ ầm vang, năm đấm to lớn không có dấu hiệu nào bị lộ tung. Một cái vòng ánh sáng khuếch tán ra ngoài, lát sau ánh sáng trắng đó hình thành cái dạng trận pháp. Mặc dù bây giờ Diệp Hoàng có thể giết La Thần Minh dễ dàng, hắn ngược lại là dừng tay không có giết La Thần Minh. Biết trận pháp ánh sáng này là một cái truyền tống trận tạm thời. Nói cách khác, người bảo vệ sau lưng La Thần Minh là sắp sửa truyền tống tới. Lúc trước khi Diệp Mặc thấy Nghiêm Cửu Thiên đối chiến Tiểu Tiên Vương Lưu Mang, hình ảnh tiên đế là vẫn khiến hắn kiêng kỵ. Giờ chỉ là một cái hình ảnh tiên vương, Diệp Mặc quả thực không coi ra gì. Hắn muốn giết La Thần Minh, dù là tiên vương đến Diệp Mặc cũng là giết chết bất cứ lúc nào. Cái vòng sáng trắng khuếch tán ra một đàn ông trung niên không khác gì so với hình ảnh lúc trước hiện ra trước mặt đám người. Người đàn ông trung niên này mặc một cái tiền bảo mộc nâu. Ánh mắt ông ta giống La Thần Minh mà có chút âm khí, tướng mạo lại là anh tuấn hơn La Thần Minh. Người đàn ông này xuất hiện khí thế trên người tiên cuồng khuếch tán, khí tức tiền vương hậu kỳ khiến đại La Tiền đứng ra cũng tự chủ không được mà lùi phía sau. Chỉ có điều là khi khí thế trước mặt Diệp Mặc tự động bị lĩnh vực tiền vương của Diệp Mặc tiêu tán, Trần Băng Du đứng cạnh Diệp Mặc hình như không phát giác. Dực Hà Tiên Vương. Người đàn ông trung niên bước tới bỉnh cho tiền vương vội vàng chào đón hỏi. Diệp Mặc thầm nghĩ người này quả là cha của La Thần Minh Dực Hà Tiên Vương La Hoắc. Thế khí thế người này chắc chắn là không dễ nói chuyện. La Hoắc cười khẩy. Bùi Dịch Bình Châu Tiên Vương đại nhân, La Hoắc tôi đến muộn một chút, chỉ sợ con trai tôi cũng bị anh liên thủ với người ngoài giết nó rồi. Ông gọi tên tục là Bình Châu Tiên Vương, rồi gọi Bình Châu Tiên Vương là đại nhân, rõ ràng cực kỳ mỉa mai châm biếm, căn bản không có lễ tình. Sắc mặt Bình Châu Tiên Vương biến đổi, gã là một tiên vương, giờ cả tiên vương là tu vị cao hơn gã nhưng giọng điệu coi rẻ người khác khiến gã lòng cực độ khó chịu. Lòng gã là cười khẩy, tu vị Dực Hà Tiên Vương quả thực là tiên vương hậu kỳ. Muốn đánh với tiên vương sơ kỳ từ bên ngoài kia đến cũng không có dễ. Tuy lúc trước Diệp Mặc đối phó với tiên mà yêu gã nhìn rất rõ. La huynh, Bình Châu tôi từ trước tới giờ chưa nói lời dư thừa, cũng chưa từng nghĩ đối phó với Thần Minh công tử. Nhưng mà nếu La huynh muốn đổ trách nhiệm lên đầu Bình Châu tôi cũng không có để tâm. Bình Châu Tiên Vương ngoài mềm trong cứng cũng là một tên cứng đầu. La Hoắc tới đây, từ đến cuối không nhìn ra Diệp Mặc một cái, cũng không coi Diệp Mặc ra gì. Giờ nghe thấy Bình Châu Tiên Vương nói vậy, ánh mắt bằng hẳn, lạnh lùng nhìn Bình Châu Tiên Vương, sát cơ lóe lên rồi biến mất. Ông không phải là tiếp tục gây phiền phức với Bình Châu Tiên Vương mà quay qua hỏi La Thần Minh. Hai người một nam một nữ đứng cạnh sau lưng La Thần Minh. Mọi việc thế nào, không ngờ dám khiêu chiến, khiến Thiếu Thành Chủ oan ức trong thành mạc tiên thành. Hai người đứng sau lưng La Thần Minh lập tức cầm nhìn, căn bản không dám lên tiếng. Diệp Mặc nhìn vậy mà lắc đầu, loại người này chỉ dám lớn tiếng ở trung thiên vực. Nếu đến thượng thiên vực, lúc nào cũng bị người ta giết ngay lập tức. Quý Thư và Tề Bắc Thường cũng là Thiếu Thành Chủ, cha người ta quản ra sao làm gì có cái kiểu cưng chiều thế này. Quý Thư thậm chí ngay cả tài nguyên tu luyện của mình cũng là tự mình đi tìm, cha của gã can bản không thèm hỏi han. Tên là Hoắc này, đến chuyện con trai mình, khi nam phách nữ cũng muốn ra mặt, nếu có thể đi khỏi Tông Phiêu Thiền mới là lạ. Phụ vương, người con gái này căn bản là do con chọn sẵn, tên này y tu vị mình cao hơn con, vừa là ra tay tới cướp người con gái để đi, nếu không phải phụ vương kịp ra tay con đã chết. La Thần Minh chỉ Trần Bằng Dù lại chỉ Diệp Mặc, lúc này cha gã đã tới, trong mắt gã Diệp Mặc bị bóp chết bất cứ lúc nào. La Hoắc liếc nhìn Trần Bằng Dù, ánh mắt lúc này sáng lên, người con gái này đúng là xinh đẹp, nhưng nghĩ tới con gái này suýt chút nữa hại con trai ông bị giết, lập tức hừ lạnh, vì một người con gái suýt chẫn lợ lộp mạng còn có ngu không vậy. Diệp Mặc ngược lại sửng sốt, không tưởng tượng La Hoắc lại nói như vậy, chẳng lẽ mình nhìn nhầm. Mỹ Hà, cô và Mân Vũ lập tức bắt người con gái kia lại đây, lập tức lột sạch treo ở cổng thành. La Hoắc nhìn chằm chằm người con gái mặc váy xanh đứng sau lưng La Thần Minh và một đại La Tiên hậu kỳ khác lạnh lùng. Ánh mắt Diệp Mặc bắt lạnh sát ý ác liệt, cho rằng La Hoắc ít nhất là hỏi lý do, không ngờ làm vậy. Sở dĩ tới giờ chưa ra tay là vì Tông Phiêu Thiên đến giờ bị tiền mày tàn sát bừa bãi. Dực Hà Tiên Vương là đệ nhất tiên vương Tông Phiêu Thiên, giết tên này đối với Tông Phiêu Thiên không có lợi, nhưng nể mặt thì không cần, thì đừng trách hắn vô tình. Phụ vương, người con gái kia còn chưa. La Thần Minh nghe người con gái mình sắp thích bị lột sạch đồ treo ở cổng lập tức nóng nảy. La Hoắc không hài lòng nhìn chằm chằm La Thần Minh, tiện tay đánh ra pháp bảo căn phòng không gian, nói với hai người con gái mặc váy xanh, bắt người con gái kia vào phòng đợi con trai ta dùng, kéo nó lên treo. Diệp Mặc giận dữ ngược lại không động thủ. Hắn từng trải qua nhiều cái tên càn rỡ, nhiều tên biến thái, chưa bao giờ gặp cái tên biến thái như Dực Hà Tiên Vương. Căn bản không cần hỏi cũng biết người này, tên này là dùng cách này chém giết vô số người. Bản thân mình dù sao là tiên vương, tên này không hỏi tới thì thôi, bảo người ta ra tay với Trần Băng Du là vô chi sao, hay là không sợ đổi là tiên vương bình thường cũng phải tiêu diệt đối thủ mới động tay. Bình Châu Tiên Vương lòng cười khẩy cũng không nhúc nhích, cho rằng Diệp Mặc sẽ ra tay,
Nếu Diêu Bạc không ra tay, gã đoán chừng mình cũng không có cách nào bảo vệ Trần Băng Du. Hai tên đại la tiền có chút do dự, lo lắng nhìn Diêu Bạc. Thành chủ đại nhân cũng chưa thấy Diêu Bạc ra tay, không biết uy thế Diêu Bạc. Hai người là tận mắt chứng kiến sự lợi hại của Diêu Bạc. Hai người họ là đại la tiền hậu kỳ, dù cách tiền vương đoạn khá dài, còn mắt sói thiếu thành chủ là thần minh kia cũng nhiều hơn. Với uy thế Diêu Bạc ra tay lúc trước rồi là thành chủ chưa chắc là đối thủ của hắn. Lời này không dám nói ra, một khi nói ra là tìm chết. Thành chủ đại nhân, đại la tiền hậu kỳ tên mẫu Mân Vũ vẫn là do dự. Lão Hắc thấy ánh mắt hai người lập tức biết hai người sợ Diêu Bạc, lập tức lửa giận bừng bừng. Một tiên vương hậu kỳ như ông đứng đây, hai tên này không ngờ lo lắng một cái tiên vương sơ kỳ, đúng là mất mặt. Hai người cứ bắt người bổn phương xem ai dám ra tay. Lão Hắc lớn tiếng quát xong lúc này chằm chằm nhìn Diêu Bạc. Đợi Mân Vũ và người con gái mặc váy xanh đi đến phía Trần Băng Du, ông lúc này khinh thường nói, chỉ là tiên vương sơ kỳ cũng lớn lối, vừa nãy chính là anh muốn giết con trai tôi sao? Sai rồi, vừa nãy tôi chưa giết con trai ông. Diêu Mặc cười nhạt một tiếng, bỗng đánh hai đường lôi quang. To gan. Lão Hắc thấy Diêu Mặc không ngờ dám ra tay, lĩnh vực tiền vương đánh ra, đồng thời phóng ra tiền khí. Kiện tiền khí là mang theo cái đường ánh sáng đen nhánh lao thẳng phía Diêu Mặc. Kèn két. Lão Hắc cảm thấy lĩnh vực tiền vương mình không ngờ là đổ sứ đập vào đá, không ngờ vỡ vụn. Còn ổ sát phiền của ông bị trì hoãn nháy mắt. Một khắc sau ông cảm giác đường đao tím bổ tới, đường đao tím là mang theo sát cơ trăm trượng dường như muốn chém đứt ổ sát phiền của ông. Là hoặc là đệ nhất tiên vương Tông Phiêu Thiên, tu vị là lợi hại hơn so với Bình Châu tiên vương, sao không biết lĩnh vực tiên vương mình căn bản không phải là đối thủ của lĩnh vực tiên vương đối phương. Không ổn rồi. Không đợi là hoặc tiếp tục ra đòn, ông nghe thấy hai tiếng kèn két vang. Người con gái váy xanh và Mân Vũ vừa lấy xông đến trên mặc dù nghe thấy tiếng đổ vàng bị tia sét đánh thành hư vô. Là hoặc sững sờ kinh hãi, lập tức biết đối thủ của mình căn bản không kém cạnh mình, thậm chí mạnh hơn. Ngay mắt động phủ này, động thủ này, ông cũng là bỏ ý định tiếp tục tìm Diêu Mặc. Một tiên vương lợi hại như vậy, dù là sơ kỳ ông cũng không muốn động thủ. Nhưng dù là muốn giảng hòa đối phương cũng cần chặn lại sát thế đường đào tím của đối phương mới được. Ầm, két. Lại hai đường lôi quang xoẹt qua, La Thần Minh mặt một cái tên thái ất đứng cạnh gã phía xa, căn bản đến trốn cũng chưa kịp, bị hai đường lôi quang đập thành hư không. Còn La Hoắc chặn lại đường đào từ đao của Diêu Mặc, không ngờ không có sức lực cản nổi. La Hoắc thấy con mình bị Diêu Mặc một phát đánh chết trước mắt, chỉ cảm thấy một cái dòng nước mắt từ đáy lòng trào ra, suýt chút nữa phun máu tươi. Ầm. La Hoắc phẫn nộ, ổ sát thiền đột nhiên trở lên to lớn, đồng thời là cuốn giật sát thế không gian xung quanh, chặn từ đao Diêu Mặc. Cát đá bay tứ tung điên cuồng cuốn đến, những tiền nhân cấp thấp lùi phía xa đều bị cái sát ý ầm ầm điên cuồng này đánh bay. Một số người còn lại ngã toàn thần trọng thương. Diêu Mặc định thần lại là vung tay chém ra, loạn lưu cuồng loạn nháy mắt biến mất. La Hoắc bay ngược mấy trăm trượng mới đứng vững thần, nhìn nơi con trai mình đứng đó đến cho bụi không còn, lập tức giận sôi máu. Lúc này Diêu Mặc thản nhiên nói, bây giờ mới là giết con trai ngươi. May là Hoắc không nhịn được, một ngụm máu phun ra, cũng lúc đó thân thể điên cuồng tăng vọt so với ban đầu đâu phải hai lần. Ổ sát phiền trong tay ầm ầm cuốn ra, cuốn lấy sát thế phạm vi trăm dặm, còn sát ý trên người ông là không ngừng tăng lên. Trong 1808, Trần Băng Du cẩu trợ Trung Châu tiền vương là Thẩm Than. Dù gã không biết nguyên nhân gì, nhưng gã là nhìn xa lúc trước Diêu Mặc cối nể mặt La Hoắc. Nhưng La Hoắc bá đạo đã quen, không ngờ khiến con trai ông ta bị người ta giết trước. Với uy thế tiền vương sơ kỳ tới bên ngoài này, dù là La Hoắc là tiền vương hậu kỳ e rằng không phải đối thủ của người này. Diêu Mặc thấy khí thế điên cuồng của La Hoắc, ra hiệu Trần Băng Du lùi phía sau, sai bước đồng thời đánh một quyền. Quyền tên hư không, một quyền đánh ra tích tắc, quyền phong mang theo sát thế hư không, bao trùm sát thế ô phiền. Cào thấp chạm ra tách. Vốn dĩ là sát thế đầy trời, ổ sát phiền cuốn đến một mực là tiếp tục tăng. Sau khi quyền hư không của Diêu Mặc đánh ra, sát thế đầy trời đã không ngừng tăng lên, nháy mắt liền sưng lại. Chớp mắt sát thế này bị áp chế, lát sau phạm vi mấy chục dặm không phải sát thế ổ sát phiền, mà là lốc xoáy sát thế hư không của quyền hư không mang tới. La Hoắc trong khi ổ sát phiền của mình bị chặn, đồng thời là không ngừng khiếp sợ. Đối phương không đơn thuần là lĩnh vực tiên vương hơn hẳn ông, cái tiền nguyên và thần thông cũng mạnh hơn, bản thân không phải tuyệt đối của hắn. Khoảng thời gian chớp nhoáng, La Hoắc ngược lại tỉnh táo. Ông không hối hận gì cả, trong đời ông hành sự chưa bao giờ dựa vào bản tâm. Nếu chuyện gì có thể hối hận một lần, ông không có thành tích hôm nay. Có thành tích tiên vương có thể trở thành đệ nhất tiên vương là nhờ cái kiểu tàn nhẫn vô tình. Mặc dù bây giờ là vì loại tàn nhẫn của ông dẫn đến sát cơ, nhưng ông không tự giác. Lúc này suy nghĩ duy nhất của ông là chịu đựng. Sau khi tìm cơ hội chạy trốn rời Tông Phiêu Thiên, một ngày ông là thăng cấp tiên tôn. Đợi khi thăng cấp tiên tôn là quay lại xử lý tiên vương nhã nhép trước mặt. Ông không tin một tiên tôn không xử lý được một tiên vương. Lốc xoáy sát thế hư không của hư không quyền cùng với sát thế điên cuồng của ổ sát phiền cuốn với nhau, không chút không gian va đập.
khơi dậy không gian loạn lưu càng lúc càng cuồng bạo. Những cái đại địa bên ngoài Thanh Mã Tiên Thành nháy mắt quay cuồng, từng dòng dung nham thạch cứng rắn bị lốc xoáy này cuốn lên giống như là lưỡi cầy cực lớn cao vạn trượng cầy một lần không ngừng xới. Lốc xoáy ra thế cuồng bạo cuốn lên vô số cát đá vẳng khắp nơi, khiến cho những người đứng xen đấu chiến đằng xa lại là lần nữa bị ảnh hưởng. Trung Châu Tiên Vương không kịp nghĩ, mau chóng phóng pháp bảo phòng ngự, hóa thành cái bức tường dài mấy trăm dặm chặn lại cái luồng sóng đáng sợ. Bù một tiếng, ổ sát phiền lần nữa là chặn lại hư không của Diêu Mặc. Dù là quyền này của Diêu Mặc tuyệt đối chiếm thượng phòng, nhưng là Hoắc cũng khiến cho quyền này không có cách nào phát huy. Lão Hoắc lần nữa cảm thấy tiền nguyên cuồn cuộn lĩnh vực tiền vương lần thứ hai rạn nứt. Không đợi Lão Hoắc tiếp tục trốn khỏi lĩnh vực tiền vương của Diêu Mặc điền cuồng thi triển, đồng thời lãng sát phóng ra. Diêu Mặc không muốn tiếp tục lãng phí thời gian. Lão Hoắc cũng kém hơn một chút so với củ kinh lần trước hắn gặp, nhưng tu vị ông ta hoàn toàn vững chắc. Lúc này Diêu Mặc làm gì là tiếp tục lãng phí thời gian. Ầm ầm, lãng sát phóng tới, đợt sóng lửa đầu tiên giống như là sóng biển lửa điên cuồng xông tới. Lãng sát theo bản năng dùng mình, đây là lần thứ hai nhìn thấy Diệp Mặc thi triển lãng sát. Lần đầu tiên là khoảng cách quá xa, còn lần này là đứng ngoài xem đánh nhau, loại uy thế lãng sát đáng sợ, nếu như gã tuyệt đối không chặn được lỗi đợt 3, huống chi tên tiên vương sơ kỳ trước mặt là không chỉ 3 đợt. Đợt lãng sát thứ nhất ầm ầm tới là hoặc chỉ là cổ động chân nguyên, khống chế ổ sát phiền chặn đợt sóng lửa. Đồng thời không gian xung quanh bắt đầu chấn động kịch liệt, ông muốn chạy trốn. Lần này Lão Hoắc phát hiện tốc độ trốn của ông ta chậm quá nhiều, nếu là bình thường ông sớm khởi động độn thuật, sau đó là biến mất vô tùng vô tích. Giờ ông ta không ngờ lĩnh vực không gian xung quanh khó mà có thể xé rách. Xe mặc sao không biết tầm từ Lão Hoắc, lĩnh vực tiền vương quang điên cuồng mở rộng ra ngoài, đồng thời đợt sóng thứ hai liên tiếp được đánh ra. Tu vị tiền vương và đại la tiền khác nhau quá nhiều, lúc trước là Diêu Mặc phóng lãng sát 3 đợt sóng lửa là trình có quá trình giảm sóc, giờ hắn nghĩ thế nào thì phát ra thế. Lãng sát bây giờ là biến chất cũng không phải như trước khi 2 đợt sóng phóng ra tiền nguyên thiếu thốn. Ô sát phiền sinh ra hàng loạt thanh âm xì xì sau khi đợt sóng thứ hai, cuối cùng tốc độ bắt đầu thu nhỏ, còn khí thế ô sát phiền mang theo nháy mắt lập tức thu lại. Không đợi là Hoắc lần nữa rót tiền nguyên khởi động ô sát phiền, đợt sóng thứ ba Diêu Mặc nạp bao vây lấy ông. Lúc này là Hoắc là không kịp thi triển độn thuật gì nữa, tiền nguyên hoàn toàn cô động, muốn là chặn đợt sóng thứ ba của Diêu Mặc. Giờ ông mới tỉnh ngộ, từ khi Diêu Mặc tới lúc đánh nhau với hắn, ông làm trong trạng thái bị đánh, đến năng lực hoàn trả cũng không có, nói cách khác Diêu Mặc mạnh hơn ông rất nhiều. Đợt sóng kinh khủng cực nóng thứ ba còn chưa qua, đường đao hồng tím liền tới. Là Hoắc lòng dâng lên cảm giác tuyệt vọng, ông dưới lĩnh vực tiên vương Diêu Mặc chặn lại lòng sóng lửa là tiêu tốn rất nhiều sức lực. Đối phương không ngờ là tay nghề thành thạo còn có thể phóng thần thông đào màng, sự chênh lệch giữa hai người là bao nhiêu. Lúc này là Hoắc dù muốn chặn cũng là hữu tâm vô lực. Phụt, đường đao tử màng mang theo tia máu, đồng thời đợt sóng thứ ba hoàn toàn lúc chừng là Hoắc. Nguyên thần là Hoắc dãy giụa, lại nghe thấy Diêu Mặc lẩm bẩm, đối thủ quá kém, muốn lĩnh ngộ thần thông đào pháp mới quả là khó khăn. Thời gian để nguyên thần là Hoắc tức giận cũng không còn, trực tiếp bị làn sóng cuốn đi. Một chiếc nhẫn chữ vật được Diêu Mặc thu hồi. Đại chiến ngoài Thanh Mã Tiên Thành tới nhanh đi nhanh, cảnh tượng thanh thế khiến kinh người cực điểm nháy mắt hoàn toàn biến mất. Trung Châu Tiên Vương hít một hơi dài, nghi ngờ Dực Hà Tiên Vương không phải là đối thủ của Diệp Mặc, nhưng khi đánh nhau thực sự chênh lệch quá lớn. Một Tiên Vương sơ kỳ dường như giết Tiên Vương hậu kỳ trong nháy mắt. Đợi Tiên Vương sơ kỳ này thăng cấp Tiên Vương trung kỳ, chẳng phải y là vô địch Tiên Vương sao? Bồi dịch gã là từ khi trở thành Tiên Vương tới nay cũng không phải chưa từng va chạm xã hội, nhưng hôm nay thực sự đã mở mang tầm mắt. Lúc này Diêu Mặc đi đến, Trung Châu Tiên Vương vội vàng thu hồi pháp bảo phòng ngự của mình, ôm quyền tiếp đón Diêu Mặc. Tiền hữu, thủ đoạn tài tinh. Diêu Mặc ôm quyền gật đầu không nói gì, nói nhiều tất sở, hắn là từng tiếp xúc qua với Trung Châu Tiên Vương. Vị tiền hữu này, tầng phiêu thiền của tôi bị tiền ma yêu tàn sát bừa bãi, bây giờ đầu đầu cũng là nguy cơ. Xin tiền hữu lễ mặt mọi người, đều là người mọi nhà, một nhà cứu giúp. Thấy Diêu Mặc giết chết Dực Hà Tiên Vương một cách dễ dàng, Trung Châu Tiên Vương cuối cùng nhịn không được mở miệng cầu xin Diêu Mặc giúp. Diêu Mặc không từ chối, không trả lời. Nói thật ra hắn là thực muốn giúp đỡ, nhưng hắn lại không muốn ở lại Tông Phiêu Thiên đâu. Nếu không có Vấn Đạo Các, một người không có sư phụ nhắn tuyệt đối là không thể có tiến bộ lớn tới vậy. Còn Vấn Đạo Các là danh sách Tông Phiêu Thiên có. Mặc dù không có hắn, những người còn lại Tông Phiêu Thiên cũng chưa chắc vào được Vấn Đạo Các. Nhắn dù sao là từng chiếm dụng tài nguyên Tông Phiêu Thiên. Thế Diêu Mặc do dự, Trung Châu Tiên Vương là vui mừng, làm gì bỏ qua cơ hội, màu chóng lần nữa ôm quyền kính cận nói: Tiền hữu, Tông Phiêu Thiên chúng tôi lần này bị tiền ma yêu xâm lấn diện tích quá lớn, tiên nhân bị thương vô số, toàn bộ Tông Phiêu Thiên đều là nguyên khí đại thương,
vì Tiên Ma Yêu khởi nguyên tại Tông Phiêu Thiên. Dù là nhiều thiên hữu muốn tới giúp, đáng tiếc là truyền tống trận quan trọng Tông Phiêu Thiên bị Tiên Ma Yêu chiếm giữ. Nếu thông qua hư không mà tới, thời gian cần nhiều, căn bản không thể cứu. Anh muốn tôi thế nào? Diệp Mặc do dự, chủ động hỏi. Thiên Hỏa Cửu Dương Quán chính là pháp thuật chém giết diện tích lớn, dù chưa diễn sinh ra thần thông, đối với việc tiêu diệt Tiên Ma Yêu cũng mạnh hơn người khác rất nhiều. Trung Châu Tiên Vương vội nói, lần này chúng tôi sở dĩ yếu thế là vì Thảo Nguyên Bình Phiêu xuất hiện Tiên Ma Yêu cấp 8. Còn Tiên Ma Yêu cấp 8 này giết liền một lúc 4 vị Tiên Vương của chúng tôi, khiến chúng tôi không thể lùi giữ Tiên Thành. Giờ là Du Trung Tiên Thành, Hách Liền Tiên Thành cũng đã bị Tiên Ma Yêu này tiêu diệt. Hay cả Hòa Hoàn Tiên Vương cũng bị vây trong cổ lẫn Tiên Thành không thể rời. Đại nhân, Hòa Hoàn Tiên Vương đã giúp tôi rất nhiều ở Thanh Mạc Tiên Thành. Trần Bằng Du đứng cạnh Diệp Mặc nhỏ giọng. Trung Châu Tiên Vương ngược lại sửng sốt, không ngờ Trần Bằng Du to gan như vậy, mới bị Tiên Vương thu làm phi tử dám nói lời này. Lòng gã rất khâm phục Trần Bằng Du. Một đại ất tiên như Trần Bằng Du dám nói lời này trước mặt Tiên Vương, chứng tỏ cô là người niệm tình. Thực tế Trung Châu Tiên Vương biết Hứa Hòa Tiên Vương giúp đỡ Trần Bằng Du rất nhiều, truy cứu nguyên nhân lúc trước là Mạc Ảnh từng giúp Hòa Hoàn Tiên Vương. Diệp Mặc nghe Hòa Hoàn Tiên Vương bị vây ở cổ lợn Tiên Thành, sớm muốn tới đó. Giờ Trần Bằng Du nhắc tới lập tức gật đầu. Cũng được, vậy chúng ta tới xem cổ lợn Tiên Thành thế nào. Cảm ơn tiên hữu. Trung Châu Tiên Vương vạ lại là càng mừng, không ngờ một câu của Trần Bằng Du có tác dụng. Các vội giao lại chuyện Thanh Mạc Tiên Thành cho Đại La Tiên Viên Mãn Các xử lý, còn các trực tiếp đi cùng Diệp Mặc tới cổ lợn Tiên Thành. Cổ lợn Tiên Thành dù là có truyền tống trận, nhưng truyền tống trận sớm bị bọn Tiên Ma Yêu cấp 8 khống chế, sủng cấm chế không gian che. Cũng may Diệp Mặc là tiên khí phòng xa cực phẩm, hắn trực tiếp phóng tiên khí phòng xa đó ra. Ba người dùng tiên khí phi hành chưa đến một ngày là tới cổ lợn Tiên Thành. Bên ngoài cổ lợn Tiên Thành, Tiên Ma Yêu là chi chít, dù là ít hơn Thanh Mạc Tiên Thành một chút, vẫn kéo dài hơn ngàn dặm. Những Tiên Ma Yêu này hình như thân thể rõ ràng từ cấp 3 trở lên. Không ổn, cổ lợn Tiên Thành, cổ lợn Tiên Thành đã bị công phá. Trung Châu Tiên Vương đứng ở phòng xả thất thanh kêu. Lúc này Diệp Mặc và Trần Bằng Du thấy vô số tiên nhân là nằm trong vòng vây Tiên Ma Yêu. Trong từng đường kiếm quang hoa mỹ không ngừng tung hoành giữa những cái Tiên Ma Yêu, kiếm quang mỗi lần sáng lên là đều có vô số Tiên Ma Yêu bị thiêu rụi biến mất. Những kiếm quang đó dù sao quá mức đạm bạc, nhiều Tiên Ma Yêu như vậy căn bản giết không hết. Trong 1809, đối mặt Tiên Ma Yêu cấp 8, đó là Hòa Hoàn Tiên Vương, cô ấy đang bị bao vây. Trùng Châu Tiên Vương thấy vô số tiên nhân không ngừng bị Tiên Ma Yêu cắn nuốt, kinh hoàng thốt. Diệp Mặc gật đầu thu hồi phong xà, mang theo Trùng Châu Tiên Vương cùng Trần Bằng Du vọt tới đám Tiên Ma Yêu. Năm vầng thái dương màu xanh lập tức bay lên, phạm vi trăm dặm xung quanh lập tức bị che phủ bởi hào quang màu xanh. Lúc này Diệp Mặc xuất ra nhiều hơn một vầng thái dương, hơn nữa diện tích cũng nhỏ đi. Diện tích như giảm bớt thì lực sát thương sẽ tăng. Trần Bằng Du ngay cả cơ hội động thủ cũng không, còn Trung Châu Tiên Vương có thể giết vài con Tiên Ma Yêu vụn vặt dưới sự bảo vệ của Diệp Mặc. Bởi lực sát thương của Diệp Mặc quá lớn, từng mảng Tiên Ma Yêu dần biến mất dưới Cửu Dương Thiên Hỏa, không hề có năng lực phản kháng chút nào. Vài con Tiên Ma Yêu cấp 7 vây khốn Hòa Hoàn Tiên Vương, thấy Diệp Mặc tới lập tức bỏ qua Hòa Hoàn Tiên Vương mà xông về phía Diệp Mặc. Nhưng tu vị Tiên Vương của Diệp Mặc lúc này được củng cố, lĩnh vực Tiên Vương càng khống chế một cách thuần thục. Chỉ thời gian ngắn, vài con Tiên Ma Yêu cấp 7 bị Diệp Mặc giết chết. Trần Bằng Du lúc này, một bên là thu thập yêu hạch Tiên Ma Yêu. Cô hiện giờ là nhớ tới ngày trước tại Thảo Nguyên Bình Phiêu cùng Diệp Mặc giết Tiên Ma Yêu thú thu thập yêu hạch. Động tĩnh này của Diệp Mặc lớn như vậy, Hòa Hoàn Tiên Vương ở bên kia là sớm biết, lập tức nhanh chóng mang người của mình tới gần phía Diệp Mặc. Mấy con đại yêu bị Diệp Mặc giết, nhưng Diệp Mặc cảm giác tốc độ mình quá chậm, trực tiếp là nói với Trung Châu Tiên Vương. Trung Châu huynh, anh ở chỗ này bảo hộ Bằng Du giúp tôi đi giết Tiên Ma Yêu. Xin tiên hữu cứu yên tâm, tôi nhất định là không để cho Bằng Du tiên tử có tổn thương gì. Trung Châu Tiên Vương vì quan hệ Trần Bằng Du với Tiên Vương lạ mặt, cũng không dám xưng hô tùy tiện với cô như trước. Diệp Mặc biết có Trung Châu Tiên Vương cạnh thì Trần Bằng Du không gặp nguy hiểm, đã không cố kỵ. Diệp Mặc lập tức xông vào giữa đàn Tiên Ma Yêu. Cửu Dương Thiên Hỏa là điên cuồng đảo qua một đường. Diệp Mặc một đường tiến tới, Tiên Ma Yêu giống như là miếng bằng mỏng gặp nước sôi, liền bị hòa tan trong nháy mắt. Đảo mắt một cái, bên ngoài cổ lợn Tiên Thành đã là trống không.
Ở bên ngoài cổ lận tiên thành, ngoài số lượng tiền mà yêu bị Diệp Mạc giết, đều là bị Diệp Mạc hấp dẫn đi. Những tiên nhân có mặt ở đây lúc này thấy công cuộc chém giết của Diệp Mạc toàn bộ nghi giải, từ đâu lại có xuất hiện đại năng lợi hại thế vậy? Việc chém giết tiên ma yêu quả thực là giống như hít thở. Bất quá những tiên nhân này rất nhanh kịp phản ứng, lập tức tiến đến bắt đầu chém giết đám tiên ma yêu thừa thớt trở nên toán loạn. Lúc này Hoa Hoàn Tiên Vương cực kỳ mệt mỏi, lập tức luốt xuống mấy viên đan dược tới trước mặt Trùng Châu Tiên Vương, dùng vẻ mặt kinh ngạc: "Trùng Châu huynh, người mới tới nơi này là đại năng nào nghịch thiên tới vậy? Rốt cuộc anh ta là thần thánh phương nào?" Trùng Châu Tiên Vương cười ha ha: "Hoa Hoàn sư muội, cô nên hỏi băng du đi, cô ấy so với tôi có lẽ biết rõ hơn." Hoa Hoàn Tiên Vương nghi hoặc nhìn Trần Băng Du hỏi: "Băng Du, cô biết người này sao? Đây là chuyện gì?" Trần Băng Du vội khom người thì lẽ: "Tiền bối, tôi cũng không biết vị đại nhân này. Vị đại nhân này nhìn chúng vãn bối là vãn bối nguyện ý phụng bồi, chuyện này chỉ là mới đây." Trung Châu Tiên Vương vội nói: "Hoa Hoàn sư muội, lần này vị tiên hữu kia có thể tới đây hoàn toàn nhờ công lao Băng Du. Băng Du nói muốn tới cứu cô, hắn lập tức đi tới xem. Xem ra vị tiên vương này đối với Băng Du rất xem trọng." Hoa Hoàn Tiên Vương vội nói với Trần Băng Du: "Băng Du đã tạ cô rồi, nếu mọi người không tới tôi khó mà sống sót dưới sự vây công mấy cái tiên ma yêu cấp 7." Hoa Hoàn Tiên Vương tuy nói vậy lòng là kỳ quái, cô và Trung Châu Tiên Vương không giống nhau, tâm tư cô tinh tế hơn nhiều, hơn nữa cô và Trần Băng Du khá quen thuộc. Đối với tính cách Trần Băng Du coi như khá hiểu rõ. Theo lý thuyết Trần Băng Du không phải loại lữ nhân đứng núi này trông núi nọ. Lúc trước Mạc Ảnh mang Trần Băng Du tới thành Mạc Tiên Thành, Trần Băng Du một mực truyền tầm tu luyện, tới giờ không có biểu hiện nào đối với nam nhân cả. Vì sao lần này cô lại có động tâm với một vị tiên vương từ bên ngoài tới? Cô không tin Trần Băng Du bị ép buộc, vì nếu như bị ép buộc chắc chắn tâm tình Trần Băng Du không thoải mái như hiện giờ. Hoa Hoàn tiền bối, lúc trước tôi tại thành Mạc Tiên Thành nhờ được hai vị tiền bối chiếu cố, giúp đỡ hai vị tiền bối một chút cũng là chuyện nên làm. Trần Băng Du là khom người nói ra. Ba người không nói thêm. Lúc này là tiên ma yêu bên ngoài cổ lận tiên thành bị Diệp Mạc giết hơn một nửa. Số tiên ma yêu còn lại là điên cuồng chạy trốn, nhưng tốc độ Diệp Mạc còn nhanh hơn. Chớp mắt số tiên ma yêu chạy trốn là giảm mạnh. Khi Diệp Mạc đã tiêu hết đến triệt để, đám tiên ma yêu mới quay người trở lại chỗ ba người. Không đợi Diệp Mạc nói chuyện, Hòa Hoàn Tiên Vương khom người thi lễ: "Hòa Hoàn đa tạ tiền hữu xuất thủ tương trợ." Diệp Mạc mỉm cười: "Chút việc nhỏ thôi, chuyện ở đây này coi như xong. Nếu không có sự tình, bổn vương muốn cáo từ." Trung Châu Tiên Vương cùng Hòa Hoàn Tiên Vương nghe Diệp Mạc nói vậy có chút vội vã. Đại nạn tiên ma yêu của Tông Phiêu Thiên cần loại đại lăng như Diệp Mạc tới giúp. Nếu Diệp Mạc vừa đi thì tới khi tiên ma yêu lần nữa tới tàn sát, vậy Tông Phiêu Thiên lần nữa rơi vào tay giặc. Trung Châu Tiên Vương rất muốn nhờ Trần Băng Du nói thêm lời nữa, nhưng mà Trần Băng Du thì nửa chữ không nhắc tới Hòa Hoàn Tiên Vương cùng Trung Châu Tiên Vương đối cổ có ân, nên là chủ động nói giúp hai người là vì bản tâm của mình. Nhưng để Diệp Mạc đi Thảo Nguyên Bình Phiêu giết tiên ma yêu thì cô lại không muốn. Diệp Mạc chỉ là tiên vương sơ kỳ, còn Thảo Nguyên Bình Phiêu lại có tiên ma yêu cấp 8, một khi gặp phải nó cũng không phải chuyện tốt. Diệp vào đường cùng Trung Châu Tiên Vương là tự mình ôm quyền nói: "Vị tiền hữu này, Trung Châu thực sự không muốn phiền cậu nữa, nhưng mà Thảo Nguyên Bình Phiêu có một tiên ma yêu cấp 8, một khi tiền hữu rời đi, chúng tôi nhất định là rút khỏi Tông Phiêu Thiên. Nếu không, một khi còn tiền ma yêu kia tới trả thù, tuyệt đối là Tông Phiêu Thiên bị nó diệt." Diệp Mạc hiểu ý Trung Châu Tiên Vương, hắn là trầm ngâm hồi lâu, nghĩ rằng còn tiền ma yêu cấp 8 kia cũng là tiền ma yêu, vừa đúng lúc công pháp của mình có thể khắc chế tiền ma yêu, vậy có lẽ dưới lôi xa và láng sát của mình chắc có thể tương đương cấp 7 hậu kỳ, có thể giết nó. Tôi bảo Hòa Hoàn Tiên Vương có thể một bên trợ giúp tiền hữu, hơn nữa lần này chúng ta là mượn cơ hội tập trung toàn bộ lực lượng Tông Phiêu Thiên, đem hang ổ tiên ma yêu của Thảo Nguyên Bình Phiêu diệt toàn bộ. Trung Châu Tiên Vương thấy Diệp Mạc do dự liền nói thêm một câu. Hòa Hoàn Tiên Vương không biết việc Diệp Mạc gần như có thể giết được Dực Hà Tiên Vương nháy mắt, cho nên thấy Trung Châu Tiên Vương nói ra yêu cầu này thì kinh ngạc. Nhưng cô biết lời Trung Châu Tiên Vương nói đúng, nếu không có tiêu diệt con tiên ma yêu cấp 8, Tông Phiêu Thiên sớm muộn bị diệt vong. Diệp Mạc chỉ do dự một lát rồi đồng ý. Trung Châu Tiên Vương nói đúng, một khi Tông Phiêu Thiên bị tiên ma yêu chiếm lĩnh, thời gian lâu dài những tiên vực khác chắc chắn không kết cục tốt đẹp hơn bao nhiêu. Rất nhanh tất cả tiên nhân ở tất cả tiên thành đều được biết rằng lần này có đại năng tới trợ giúp. Ba ngày sau, từ kim tiên tới tiên vương toàn bộ tụ tập lại tới Thảo Nguyên Bình Phiêu, quyết một trận đại chiến diệt trừ tận gốc tiên ma yêu. Có thêm hai tiên vương nữa gia nhập, tuy hai tiên vương này tới không biết Diệp Mặc,
Nhưng khi thấy Trung Châu Tiên Vương và Hòa Hoàn Tiên Vương đối với Diệp Mặc tôn kính như vậy cũng cảm thấy không nên thất lễ. Diệp Mặc không thấy Khải Phong Tiên Vương cũng không hỏi. Dưới sự dẫn dắt Diệp Mặc, Tông Phiêu Thiên lập tức tiến hành tiêu diệt Tiên Ma Yêu. Một số người cảm thấy bất an với việc Tông Phiêu Thiên tổng tấn công Thảo Nguyên Bình Phiêu, nhưng khi thấy Diệp Mặc ra tay như cuồng phong cuồn cuộn, Tiên Ma Yêu cứ từng lớp ngã xuống thì lập tức phấn chấn tâm thần. Khi bọn họ thấy một con Tiên Ma Yêu cấp 7 trước mặt Diệp Mặc không qua nổi một hiệp bị giết thì khí thế càng tăng vọt. Lúc này số lượng tiên nhân tiến vào Thảo Nguyên Bình Phiêu tới vài triệu, hơn nữa là còn nhiều tiên nhân không ngừng tiến đến, lát nữa thôi là vượt qua con số hơn 10 triệu. Bởi vì một ít Tiên Ma Yêu cấp 6 cấp 7 bị Diệp Mặc tiện tay giết, cho nên đám Tiên Ma Yêu cấp thấp dưới sự dẫn dắt Tiên Vương còn lại không chút năng lực phản kháng. Chỉ trong một ngày Tiên Ma Yêu của Thảo Nguyên Bình Phiêu bị giết đi rất nhiều, mà thực tế Diệp Mặc còn chưa có toàn lực ra tay. Nếu Diệp Mặc toàn lực xuất thủ, Tiên Ma Yêu lời này đã bị diệt hơn nửa. Sợ dĩ Diệp Mặc không toàn lực ra tay là muốn giữ lại thực lực chờ con Tiên Ma Yêu cấp 8 kia xuất hiện. Theo một tiếng rít chói tai truyền tới, tiên nhân không ngừng chém giết Tiên Ma Yêu cả nhận áp lực cường đại. Một số tiên nhân tu vị thiên tiên thấp kém, thậm chí còn bị thổ huyết tê liệt tại chỗ. Đây là Tiên Ma Yêu cấp 8, mọi người nhanh chóng lùi phía sau. Trung Châu Tiên Vương lập tức lớn tiếng. Chỉ là đời Trung Châu Tiên Vương còn chưa có hết, khí thế Diệp Mặc đã điên cuồng dâng lên. Tuy là khí thế Diệp Mặc so kém xa Tiên Ma Yêu cấp 8, nhưng là đem khí thế của Tiên Ma Yêu kia triệt tiêu hơn nửa, giúp những cái tiên nhân có mặt ở Thảo Nguyên Bình Phiêu này không còn chịu áp lực nặng nề tới mức thổ huyết. Diệp Mặc trở nên ngưng trọng, biết rõ nếu như hắn không có chủ động xuất kích, khẳng định không phải là đối thủ của con Tiên Ma Yêu cấp 8. Diệp Mặc lúc này liền nói với Hòa Hoàn Tiên Vương bên cạnh: "Hòa Hoàn Tiên Hữu, băng dù tạm thời giao cho cô chiếu cố, tôi đi đối phó Tiên Ma Yêu này." Hòa Hoàn Tiên Vương vốn là đi hỗ trợ Diệp Mặc, nghe lời Diệp Mặc có chế thể là gật đầu đồng ý mà thôi. Tiên Hữu an tâm, băng dù vốn là bạn cũ của tôi không để cô ấy bị tổn thương gì. Trung Châu Tiên Vương lập tức nói tới là tôi hỗ trợ anh. Một tên Tiên Vương trung kỳ đứng cạnh lấy ra thanh lục sắc đồng chùy to lớn nói: "Tôi cũng nên hỗ trợ, thêm người thêm phần sức lực." Diệp Mặc cả đầu không cự tuyệt, lập tức lấy tử đào sông lên. Chỉ có cách chủ động tấn công mới có thể tiêu diệt Tiên Ma Yêu cấp 8 khí tức đáng sợ. Chớp mắt một con Tiên Ma Yêu to lớn vài chục trượng xuất hiện trước mặt Diệp Mặc. Tiên Ma Yêu cấp 7 có thực thể. Vì lúc trước một vài Tiên Ma Yêu cấp 7 mà Diệp Mặc giết đều có thực thể, nhưng cho dù là Tiên Ma Yêu cấp 7 có thực thể thì chỉ là cao mấy trượng, bình thường không cao quá 10 trượng. Nhưng Tiên Ma Yêu to cao tới vài chục trượng trước mặt là lần đầu tiên Diệp Mặc thấy. Con Tiên Ma Yêu này chẳng những có thực thể, hơn nữa mặt mũi rõ ràng, ánh mắt như là hai cái đèn lồng, càng là tràn đầy sự âm lãnh. Chương 1810. Quay về cùng Hoa Thiên. Cho dù là Trung Châu Tiên Vương và Tiên Vương còn lại đứng sau Diệp Mặc, nhưng vẫn là bị cái loại khí tức này nén đến mức khó chịu. Hai người lúc này càng khâm phục người đứng mũi chịu sao là Diệp Mặc, cùng là Tiên Vương bọn họ so với Diệp Mặc kém nhiều lắm. Diệp Mặc cũng không có lập tức tiến gần con Tiên Ma Yêu cấp 8, đánh ra một chiêu lãng sát. Lúc này Diệp Mặc nhìn rõ con Tiên Ma Yêu trước mặt cùng nắm là mới tấn cấp cấp 8, thời gian tối đa không vượt 10 năm. Lúc này khí tức của Tiên Ma Yêu này chưa hoàn toàn thu liếm, hiện tại chính là thời kỳ cực kỳ cuồng bạo của nó. Tưởng tượng một Tiên Ma Yêu cấp 8 thu liếm được khí tức củng cố tu vị, thoạt nhìn không có uy hiếp, thực tế mới là sự uy hiếp lớn nhất. Diệp Mặc là thầm thấy may mắn con Tiên Ma Yêu này chỉ là tấn cấp mới thôi, chứ không thì hắn khẳng định bản thân cần phải thử, tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Cho dù hiện tại chỉ sợ là khó chút khó khăn, bất quá lúc này hắn không còn đường lui. Tiên Ma Yêu cấp 8 này có thể bị thiên hỏa của hắn khắc chế hay không, hắn thực chưa nắm chắc. Với thần thông lãng sát của Diệp Mặc hiện giờ thi triển tới mức tứ điệp lãng, vì nó không muốn tiêu hào tiền nguyên quá mức, hắn là chỉ thi triển tam điệp lãng. Bắt đầu sóng lửa cứ từng đợt nối tiếp nhau, lập tức đánh về Tiên Ma Yêu khổng lồ. Cũng ngoài làn sóng lửa của Diệp Mặc là vọt cao đến vài chục trượng, chứ không thì muốn vây lại con Tiên Ma Yêu này quả quá khó. Rầm rầm rầm, liên tiếp ba tiếng nổ vang, một cái màn sương mù màu đen mãnh liệt trào từ miệng con Tiên Ma Yêu cấp 8 đen ngòm. Màn sương màu đen va chạm, ba làn sóng Diệp Mặc không gian xung quanh lập tức điên cuồng bạo động,
Trong không gian là từng cái đợt gợn sóng có thể nhìn rõ bằng mắt thường. Màn sương mù màu đen kia ngay cả thần thức cũng không thể xuyên vào. Ba đợt sóng liên tiếp bị màn sương mù màu đen bao phủ lấy, luồng khí tức cực nóng cũng dần giảm xuống. Qua một lúc thì gần như biến mất không thấy, mà lúc này khí thế con tiền mài cấp 8 lập tức giảm xuống. Hai tiền vương sau đường Diệp Mặc đều là người có kinh nghiệm phong phú, không cần Diệp Mặc nhắc nhở là phóng pháp bảo của mình công kích. Lãng sát của Diệp Mặc bị màn sương mù màu đen cắn nuốt khiến hắn lập tức bị tiền nguyền cắn trả, lùi xa vài chục trượng. Cũng may đối với Diệp Mặc hiện tại, tuy bị cắn trả cũng không phải nghiêm trọng. Một tiền vương sử dụng bát giác đồng truy, còn Trung Châu tiền vương là sử dụng phù lục khí tức hủy diệt. Diệp Mặc thoáng nhìn lập tức biết tấm phù lục kia tuyệt không đơn giản, ít nhất là tương đương tiên phủ cấp 8. Khó trách Trung Châu tiền vương có niềm tin đánh vĩ tiền mayo cấp 8 một trận, hóa ra có bài ẩn giấu. Nhờ tấm phù lục kia mà lòng Diệp Mặc cũng tự tin hơn. Còn tiền ma vương sử dụng bát giác đồng truy còn chưa tiếp cận tiền mayo, bị một tiền mayo biến ảo xa, một cự chảo đánh bay cả người và truy. Diệp Mặc lúc này lập tức biết cần phải nắm thời cơ, nháy mắt đánh một chiều lôi xa. Đây là lần đầu tiên Diệp Mặc sử dụng thần thông hệ lôi, một đạo lôi thường khổng lồ mang theo một cái ít màu vàng cùng màu xanh nhạt ở trên không trung đánh xuống, giống như là một cái chiếc trường mâu sắc bén dài mấy ngàn trượng. Trong nháy mắt khí tức hủy diệt thiên địa lập tức là tràn ngập phạm vi xung quanh, khiến toàn thân tiền mayo phải run lên. Nói khí tức này khiến nó cảm giác nguy hiểm cực độ. Ngay cả Trung Châu tiên vương cũng hoảng sợ ngây người, còn Diệp Mặc lúc này lại hét lớn: Trung Châu do dự gì không động thủ, lập tức đưa đồng bạn của anh lùi ra ngoài, sau đó ở lại giao cho tôi. Trung Châu tiên vương hiểu, nên là lập tức lém ngay cái tấm bùa lục. Ngay sau khi lôi sao của Diệp Mặc đánh tới con tiền mayo, lúc này không đợi tiền mayo phản công, lập tức nghe theo lời Diệp Mặc, cấp tốc phi thần lùi phía sau, đồng thời mang theo tiên vương trung kỳ bay ra ngoài. Tiền mayo cảm nhận pháp thuật lôi hệ cường đại, cũng biết mình gặp nguy hiểm rồi, nó là điên cuồng phun ra từng cái màn sương mù màu đen, đảo mắt đem phạm vi trăm dặm xung quanh che lấp. Vô số sương mù màu đen lập tức tụ quanh trường thương, sương mù cao tới ngàn trượng, sát khí đáng sợ xung quanh tiền mayo lúc này lập tức dâng lên nhanh chóng. Tiền mayo cấp 8 tuy đáng sợ nhưng vẫn là bị thiên hỏa ảnh hưởng, mà khí tức lôi xa của Diệp Mặc là càng là khắc tình trời sinh của tiền mayo, nếu không nó là ngừng tụ trường thương sương mù này rồi. Một khi trường thương sương mù ngưng tụ thành hình thì ba người Diệp Mặc đều không thể thoát. Ầm, tiếng nổ kịch liệt vang lên. Thanh trường thương sương mù kia lúc này dường như có xu thế bị tán loạn. Diệp Mặc biết tấm phù lục của Trung Châu Tiên Vương công kích thành công, cho nên là nhanh chóng khống chế lôi xa đánh tới. Khi thanh lôi thường ngàn trượng kia ầm ầm đánh xuống, trong nháy mắt, tiền yêu ma cấp 8 bị khí tức lôi hệ áp chế xuống. Lôi thường mang theo khí tức hủy diệt lập tức xé rách vòng bảo hộ bằng sương mù đen của tiền ma yêu, tiếp tục đánh xuống. Không gian xung quanh vẫn là rung động không thôi, thì sau khi thanh lôi thương này đánh xuống càng là lay động điên cuồng hơn. Oành oành, khí tức trong sương mù màu đen bạo liệt khắp nơi, nhưng Diệp Mặc rõ ràng cảm nhận tiền mayo cấp 8 kia là trọng thương dưới chiêu thần thông lôi xa và cái tấm phù lục kia chỉ là chưa bị đánh chết mà thôi. Khi còn tiền mayo kia đang chống cự với tấm tiền phủ cấp 8 nên là mới bị lôi xa đánh trúng. Nếu không dù là lôi xa có đánh trên thân tiền mayo cũng không làm nó bị trọng thương. Cũng đánh tới mức nước này, Diệp Mặc sao để cho tiền mayo khôi phục tinh thần. Tấm tiền phủ cấp 8 của Trung Châu Tiên Vương không nhất định là còn có tấm thứ hai. Lúc này Trung Châu Tiên Vương cùng Tiên Vương kia lùi ra ngoài, xung quanh nơi này là tràn ngập sương mù đen. Còn Diệp Mặc không do dự, lập tức ném Hắc Thạch Cần thi triển thêm một cái thần thông Thái Sơn Áp Đỉnh. Hắc Thạch Cần to lớn hóa hình ngọn núi khổng lồ, xuyên qua không gian trực tiếp hiện trên đỉnh đầu tiền mayo đập xuống. Diệp Mặc lúc này hiểu ra có lẽ tiền mayo này giống với hắn, rất nhiều thần thông còn chưa có sử dụng thành thục, thậm chí mơ hồ không hiểu. Oành, tiền mayo chưa kịp lấy tinh thần bị thanh lôi thường kia kích trúng, lần nữa bị Hắc Thạch Cần khổng lồ Diệp Mặc từ trên đầu đập xuống, lập tức bị kìm hãm xuống đất. Tiền mayo lập tức phát ra hàng loạt tiếng gào rú, một quyền đem Hắc Thạch Cần của Diệp Mặc đánh bay, đồng thời vọt lên từ trong lòng đất, nhưng không ngờ lúc này nó lại muốn chạy trốn. Lòng Diệp Mặc thầm bực bội, một cú đập nặng nề như vậy mà Hắc Thạch Cần còn chưa giết được tiền mayo, quả thực nó quá cường hãn rồi. Nhưng lúc này khí tức tiền mayo cấp 8 là cực kỳ hư nhược, không có khí thế bức bách ức người như trước.
Diệp Mặc thu hồi Hắc Thạch Cân, đồng thời là Tứ Điệp Lãng điên cuồng thi triển. Đây là một quyền thần thông thi triển dựa thần thông lãng sát, đánh ra 4 đợt sóng lửa liên tiếp. Cùng lúc đó, Diệp Mặc là tiếp tục thi triển một lần lùi xa nữa. Lôi kích cùng thiên hỏa công kích điên cuồng thân thể Tiên Ma Yêu, khiến Tiên Ma Yêu là vốn suy yếu. Sau khi bị 4 đợt sóng lửa đánh trúng lại bị lùi xa đánh cho tê liệt mà gục xuống đất. Diệp Mặc toàn thân hư nhược ngồi xuống, cảm nhận bản thân thực quá may mắn. Hoàn Tiên Ma Yêu này thực tế là chưa có lần nào công kích ra chiêu cấp 8 của nó, nhưng khiến hắn phải cố gắng hết sức. Một khi Hoàn Tiên Ma Yêu này phát ra được chiêu công kích chân chính, bọn họ dù có tấm phù tiên phủ cấp 8, thiên hỏa và lôi kích cũng không phải đối thủ Tiên Ma Yêu này. Nguyên nhân chính vẫn phải là do Tiên Ma Yêu này chưa có ổn định được tu vị do tấn cấp, nên chưa thuần thục kỹ năng được. Bằng không, hắn nhất định là lựa chọn cách chạy trốn. Trận chiến này thoạt nhìn diễn ra rất nhanh, thực tế nếu kéo dài lâu, đối với Diệp Mặc và tất cả mọi người không có lợi. Chờ Tiên Ma Yêu quen thuộc công kích Diệp Mặc, kẻ nằm im chịu thiệt thòi không phải là Tiên Ma Yêu rồi. Khi mà vừa khôi phục được một chút tiên nguyên, Diệp Mặc là cảm nhận sự gấp gáp của Vô Ảnh. Hiển nhiên nó là đang muốn cắn nuốt Tiên Ma Yêu cấp 8. Nhưng tên nhóc này còn biết, nếu không được Diệp Mặc đồng ý, không được tùy tiện ra ngoài, nếu không là quyền tự do, ra vào thế giới trang vàng của nó lập tức bị Diệp Mặc tước mất. Sau một nén nhang, Diệp Mặc gần như hoàn toàn khôi phục. Lúc này mấy người Trung Châu Tiên Vương và Hòa Hoàn Tiên Vương nhào nhào tới. Một tân Tiên Ma Yêu cấp 8 không phải thứ đơn giản, dù nó là ngưng thành thực thể cũng là giá trị vô cùng. Diệp Mặc là Tiên Vương sơ kỳ, dù là hai Tiên Vương hỗ trợ, có thể giết Tiên Ma Yêu cấp 8 quả là cực độ kinh người. Dù là pháp thuật quán trời sinh khắc tinh Tiên Ma Yêu, nhưng nếu đẳng cấp chênh lệch quá lớn cũng không phải chuyện vượt cấp bình thường tiên nhân có thể làm. Mấy người Hòa Hoàn Tiên Vương vội tiến đến cảm tạ Diệp Mặc, đồng thời là càng kính sợ Diệp Mặc. Lần này Diệp Mặc không khách khí, tiếp nhận lời cảm ơn, trực tiếp đem Tiên Ma Yêu cấp 8 thu lại. Còn Tiên Ma Yêu này là món ăn của Vô Ảnh rồi, nên Diệp Mặc cũng không muốn tặng cho người khác. Tuy chiến công lần này là có công lao tấm phủ tiền của Trung Châu Tiên Vương, nhưng hắn là người ra sức giúp đỡ Tông Phiêu Thiên. 6 ngày sau, Diệp Mặc mang theo chân băng dù rời Tông Phiêu Thiên. Sau khi hắn giúp đỡ Tông Phiêu Thiên tiêu diệt hết số Tiên Ma Yêu cao cấp, thì những Tiên Ma Yêu thông thường khác chỉ còn hơn một nửa. Còn những Tiên Ma Yêu giải rác khắp nơi căn bản không cần để hắn động thủ, vài vị Tiên Vương dẫn đầu, cho nên việc đó căn bản không thành vấn đề. Diệp Mặc không có tiếp tục ở lại Tông Phiêu Thiên nữa. Sau khi tiến vào hư không, Diệp Mặc trực tiếp lấy ra thời không thoa sử dụng, đồng thời đem Tiên Ma Yêu nhét vào thế giới trang vàng cho Vô Ảnh. Lần này Diệp Mặc không để Vô Ảnh và Tiểu Sâm khống chế thời không thoa mà tự mình khống chế. Vô Ảnh hệ lụy quá lớn, cho nên dù không phải hắn không tin Trần Băng Du, nhưng là không có ý tiết lộ cho cô biết. Dù là cô có thể giữ bí mật, không thể đảm bảo là không lơ đáng tiết lộ ra, loại chuyện này quan hệ quá trọng đại, càng ít người biết càng tốt. Huống chi sử dụng thần khí hạ phẩm di chuyển tới Trung Châu Thiên Vực đến Hạ Thiên Vực là thời gian không mất bao nhiêu thời gian. Còn Diệp Mặc lúc này là không cần bế quan tu luyện nên hắn thời gian còn nhiều. Trần Băng Du cũng không có tu luyện, lại cùng Diệp Mặc kể cho nhau sự tình trải qua. Lúc này Diệp Mặc biết Trần Băng Du vẫn luôn bế quan ở Thành Mà Tiên Thành, khi ngẫu nhiên đi ra tìm tài nguyên tu luyện thì cũng là đi cùng Thiên Khâm. Thiên Khâm Diệp Mặc biết rõ là vị nữ tiện theo bên người Hòa Hoàn Tiên Vương lần trước hắn tặng cho thẻ bài Vấn Đạo Các. Đồng thời Diệp Mặc cũng biết được vì sao Khải Phong Tiên Vương không thấy mặt. Hóa ra là vì Khải Phong Tiên Vương vẫn luôn ở Vấn Đạo Các chưa có ra. Từ trong lời Chân Băng Du, Diệp Mặc có tin tức khác. Đó là người cho rằng hắn vẫn ở trong Vấn Đạo Các, còn có người nghĩ rằng hắn ở trong đó không tới một năm đã ra ngoài. Chương 1811, gặp lại đồng môn. Hai người đi đường cùng nhau không hề tịch mịch. Diệp Mặc bây giờ là tu vị Tiên Vương, Trần Băng Du mới là Đại Ất Tiên. Tu vị hai người chênh lệch thật quá lớn. Trần Băng Du nghĩ lúc trước cô là Huyền Tiên Trung Kỳ, Diệp Mặc là Kim Tiên, không khỏi là có chút buồn vô cớ. Cô biết mình về sau không có cách nào đuổi kịp bước chân tu luyện Diệp Mặc. Chênh lệch khoảng cách của hai người càng ngày càng xa. Diệp Mặc lấy ra một đống đan dược đưa Trần Băng Du, Trần Băng Du cũng không có từ chối. Cô biết rõ những đan dược này Diệp Mặc không cần dùng. Dù như vậy, cô nhìn thấy ba viên Y Vương Đan vẫn ngẩn mặt thật lâu. Y Vương Đan ngay cả sư phụ cô cũng không có.
Dù là cực kiếm tiên môn cũng nghe nói là vì bồng Việt tiên quả luyện chế y vương đan mà bị diệt. Hôm nay cực kiếm tiên môn không còn tồn tại. Những sư huynh sư muội của cô là không còn, mà cô dễ dàng nhận được 3 viên y vương đan. Nhớ tới ngày đó, những ngày tháng cùng Duyệt Mặc rời cung Hoa Thiên, nội tâm cô càng là thương cảm không thôi. Sư đệ, mấy ngày nữa là tới cung Hoa Thiên, ta muốn bế quan tu luyện. Duyệt Mặc dù cầm chặt đan dược Duyệt Mặc cho bỗng, nói một câu không liên quan. Duyệt Mặc lòng thầm than hiểu suy nghĩ Trần Mặc Du, tu vị của cô tiến bộ quá chậm, ngay cả đại ất tiền trung kỳ không tới. Với tư chất cô, nếu một mình có lượng lớn tài nguyên tu luyện hoàn toàn luyện tới đại ất tiền hậu kỳ, hiện tại mình cho cô tài nguyên tu luyện này trước tiên đương nhiên là muốn cô đi bế quan. Cũng được, sư tỷ đi bế quan đi, tranh thủ thăng cấp đại ất tiền trung kỳ trước khi tới cung Hoa Thiên. Duyệt Mặc lập tức gật đầu đồng ý. Hắn là có trận bàn thời gian tu luyện, nhưng Trần Mặc Du thì không. Trần Mặc Du cần dành hết thảy thời gian để luyện, mà hắn là cần hết thảy thời gian tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Thời không ta dưới sự điều khiển của Diệp Mặc là thần tốc xẹt trong hư không. Khoảng cách từ Trung Thiên Vực tới Hạ Thiên Vực so với Thượng Thiên Vực tới Trung Thiên Vực ngắn hơn rất nhiều. Hơn nữa biên giới Trung Thiên Vực và Hạ Thiên Vực là dòng chảy hỗn loạn, dòng chảy vẫn tạch trong hư không ít hơn rất nhiều. Bởi vậy tốc độ thời không thoa càng nhanh. Huống chi là bản định vị tọa độ thời không thoa chọn lựa tuyến đường so với tiền thuyền bình thường càng ngắn. Diệp Mặc đoán chừng chỉ là thời gian không tới 2 năm là có thể tới cung Hoa Thiên. Đi cùng Hoa Thiên một là vì Trần Mặc Du muốn tìm cực kiếm tiền môn xem thử. Còn lý do nữa là Diệp Mặc và những người Mạc Nguyệt Thành đã hẹn sau khi thằng Thiên gặp nhau tại cung Hoa Thiên. Sau một năm rưỡi khi thời không thoa tiếp cận cung Hoa Thiên, Diệp Mặc cảm nhận hơi thở Trần Mặc Du tu luyện chấn động, biết Trần Mặc Du là đột phá đại ất tiền trung kỳ. Quả nhiên với tư chất Trần Mặc Du, chỉ cần có tài nguyên tốc độ tu luyện là so với hắn nhanh hơn nhiều. Trần Mặc Du trong quá trình củng cố tu vị, Diệp Mặc không quấy rầy. Thời không toa thả chậm tốc một chút. 10 ngày sau, thời không toa Diệp Mặc xuyên qua biên giới hư không thiên vực của cung Hoa Thiên, tại một nơi trong dòng chảy hỗn loạn cực nhỏ tiến vào cung Hoa Thiên. Diệp Mặc không có điều khiển thời không toa phi hành trong cung Hoa Thiên mà ngừng lại, đồng thời khôi phục diện mạo như cũ. Tu vị cũng là khống chế đại ất tiền sơ kỳ. Tại cung Hoa Thiên có người biết hắn, nếu như thời gian mấy chục năm, hắn là tiên vương loại như thế này tuyệt đối là nhanh truyền tới thiên vực còn lại. Kỳ thật với tư chất của hắn đem tu vị khống chế thành đại ất tiên sơ kỳ đã là không hợp lý thường. Dù sao Trần Mặc Du chẳng qua là đại ất tiên trung kỳ, trong này còn có công lao một cái quả độ ly thiên quả. Thời không toa của Diệp Mặc dừng lại, Trần Mặc Du ngừng tu luyện, đồng thời từ trong thời không toa ra tu vị cô là vững chắc mức đại ất tiên trung kỳ. Chúc mừng Mặc Du sư tỷ, Diệp Mặc tu hồi thời không toa vừa cười vừa nói. Trần Mặc Du mỉm cười lòng vui vẻ. Nếu không phải là ở cùng Diệp Mặc cùng một chuyến trở về, cô muốn thăng cấp đến đại ất tiên trung kỳ ít nhất cần 200 năm. Tuy cô biết rõ Diệp Mặc chút tiến bộ của cô thực không là gì, nhưng sánh với người khác tiến bộ của cô là vô cùng kinh người. Sư đệ, đệ có dự định gì không? Trần Mặc Du thấy Diệp Mặc ẩn giấu tu vị dưới lốt đại ất tiên sơ kỳ lập tức hỏi. Mặc Du sư tỷ, tôi muốn thành lập nên môn phái thực lực riêng mình. Có rất nhiều bạn bè cũng là tụ hợp tại cung Hoa Thiên, tôi nhất định phải có một nơi thuộc về mình. Diệp Mặc không có giấu giếm, nếu Trần Mặc Du không có nơi đi, hắn cũng hy vọng Trần Mặc Du có thể gia nhập môn phái hắn. Trần Mặc Du vốn là muốn ở cùng Diệp Mặc, giờ nghe Diệp Mặc nói vậy lập tức đáp. Ta muốn đi cực kiếm tiền môn nhìn xem, sau đó cùng đệ lập môn phái. Được, nhưng tôi lập môn phái này không thể dùng thân phận hiện giờ để lập. Lúc tôi lập lên môn phái nhất định phải đổi thân phận khác. Diệp Mặc lập tức đồng ý. Nếu hắn dùng thân phận đại ất tiền lập môn phái đó là trò cười. Tiên thành Tân Hiển. Đây là lần hai Diệp Mặc tới. Tiên thành Tân Hiển giống như vài thập niên trước, gần như không gì đổi. Pho tượng đại đế Tân Hiển ở ngoài tiên thành Tân Hiển vẫn đứng sừng sững. Nghĩ tới cảm xúc dâng trào tình cảm của mình lúc trước nhìn pho tượng đại đế Tân Hiển, lúc này Diệp Mặc trông thấy pho tượng đại đế Tân Hiển thì chỉ thấy cảm xúc cực kỳ bình thản và lạnh nhạt. Một người vị trí trên cao quyết định quan điểm một người. Quan điểm Diệp Mặc lúc này lúc trước không có giống. Lúc trước hắn là huyền tiên nhỏ nhoi, giờ hắn là vị tiên. Trần Mặc Du là cảm khái không thôi. Lần trước cô tới đây là được Diệp Mặc cõng tới, mà lần này cô là đại ất tiên trung kỳ. Nếu môn phái không bị diệt thì tốt biết bao. Diệp Mặc đi vào tiên thành Tân Hiển lại cảm thấy không đúng. Rất nhiều ánh mắt không tự chủ theo dõi hắn và Trần Mặc Du. Rất nhanh Diệp Mặc biết rõ rốt cuộc không đúng chỗ nào. Tu vị hắn thấp hơn Trần Mặc Du mà Trần Mặc Du đi theo sau hắn sát, giống như hắn là cầm đầu. Nếu Trần Mặc Du tướng mạo bình thường thì không có nói,
Nhưng Trần Băng Du sau khi luyện thể đến Niết Bàn vẫn luôn lớn càng xinh đẹp, bởi vậy mới tỏ ra nổi trội. Băng Du sư tỷ, tỷ đi đằng trước đi. Diệp Mặc lập tức truyền âm. Trần Băng Du phản ứng, chỉ là chưa kịp nói chuyện chợt nghe thấy thanh âm vui mừng trong trẻo kêu: Băng Du sư tỷ. Trần Băng Du chấn động toàn thân, thấy Tần Niệm Mần đứng ở cửa sổ tiền tức lâu. Nếu là lúc trước cô nhìn thì nhìn, nhưng từ sau khi trải qua chuyện môn phái bị diệt, cô tâm tình thay đổi, gặp Tần Niệm Mần vì vậy kích động hẳn. Tần Niệm Mần so với Trần Băng Du càng kích động. Sau đó một khắc, từ cửa sổ tiền tức lâu bay xuống. Đúng là sư tỷ, Băng Du sư tỷ. Tần Niệm Mần trưởng thành hơn trước rất nhiều. Diệp Mặc nghĩ lại lúc trước cô ấy đã dẫn mình đi cực kiếm môn có chút cảm thán. Chỉ có điều hắn nghi ngờ cực kiếm môn bị người ta diệt mất. Hơn nữa lần trước khi bọn họ đi ra còn nghe nói người đang truy nã người cực kiếm môn. Vì sao Tần Niệm Mần dám xuất hiện ở đây? Niệm Mần, sư phụ ta bái mạnh khỏe không? Trần Băng Du nói đầu tiên là run run lên tiếng hỏi thăm chuyện sư phụ. Tần Niệm Mần vội nói: Cha em và Nhiễm sư thúc rất tốt, nhưng Nhiễm sư thúc rất lo lắng cho chị. Sau khi nghe nói chị bị người ta cõng đi Trung Thiên Vực cả, lo lắng không thôi, chuẩn bị đi Trung Thiên Vực đây này. Đúng rồi, em quên nói chị biết, Nhiễm sư thúc là thành tự vị tiên, giờ là tiên vương mạch thành của cực kiếm tiên môn. Cha em là tiên vương nữa à? Cha em cũng là tiên vương cực hách. Bây giờ cực kiếm môn xây dựng lại, tu vị mọi người tăng rất nhanh, em sắp sửa thành huyền tiên trung kỳ. Ồ sư tỷ, tu vị của chị. Thấy Tần Niệm Mần bắt đầu nói thao thao bất tuyệt, chị nói tới đây, Niệm Mần phát hiện cô mơ hồ thấy Trần Băng Du là đại ất tiên tu vị. Diệp Mặc giật mình, ra là trưởng môn Tần Bội Phủ và đệ nhất trưởng lão Dương Nhiễm cực kiếm tiên môn. Sau khi môn phái bị diệt, không có bị giết mà dẫn đệ tử đào tẩu, giờ ngược lại thăng cấp tiên vương. Hôm nay hai người song song thăng cấp tiên vương trở lại, dù là tiên vương tự tại đoán trường cũng không phải là đối thủ. Nếu tiên vương tự tại muốn vụ liên tâm hỏa, Diệp Mặc ước gì gã tới tìm mình. Xem ra tin tức lúc trước làm địch thành nghề không có hoàn toàn à? Không sát thực tế, Tần Bội Phủ rất có thể lấy được bổng Việt tiên quả. Bị tiên vương tự tại nhìn chúng, kết quả là dưới sự chèn ép tiên vương tự tại, Tần Bội Phủ dẫn theo đệ tử lòng cốt bỏ cực kiếm môn lại. Hiện tại y và Dương Nhiễm song song tăng cấp tiên vương, mới trở về xây dựng cực kiếm tiên môn. Ngô Xanh có thể đi cùng Băng Du sư tỷ. Tần Niệm Mân lúc này nhìn rõ Diệp Mặc bên cạnh Trần Băng Du, càng kinh ngạc hơn, phát hiện tu vị Diệp Mặc hình như mơ hồ có vẻ so với cô còn cao hơn. Băng Du sư tỷ. Tần Niệm Mân lúc này cảm giác Trần Băng Du không giống lúc trước, chẳng những xinh đẹp hơn, lại ít đi bộ dáng lạnh nhạt như băng hết thảy xem nhẹ. Tần Niệm Mân nhìn Diệp Mặc lại nhìn Băng Du, thật không tin được, hai người là đi cùng nhau hồi lâu mới khiếp sợ nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc, anh chắc không phải là người lúc trước cõng Băng Du sư tỷ lên tiên thuyền kia chứ? Niệm Mân sư muội lúc trước là Diệp Mặc sư đệ cứu ta. Trần Băng Du từ niềm vui mừng bất ngờ cực lớn là sư phụ còn sống tỉnh táo lại, nghe thấy câu hỏi của Tần Niệm Mân vội chủ động đáp. Băng Du sư muội, lại một giọng ngạc nhiên mừng không thôi. Khắc sau là bóng dáng Hải Xuyên Vũ xuất hiện trước mặt Diệp Mặc và Trần Băng Du, đằng sau Hải Vũ Xuyên còn có một nam một nữ. Cô gái kia cũng tới gần mừng rỡ kêu: Băng Du sư tỷ, chị đã về. Cô gái này Diệp Mặc nhận ra là Thi Nhã Du, lúc trước tới cực kiếm môn từng gặp cô. Còn một người làm Phong Mạch Thuần, hắn và Phong Mạch Thuần có vài giao dịch, chứ điều ở đây không có thấy Phong Mạch Thuần. Người duy nhất Diệp Mặc nhận ra chính là người nam kia, giống hắn là đại ất tiên sơ kỳ, tướng mạo dũng mãnh hơn nữa, anh tuấn vô cùng, khóe miệng hơi vảnh, hiển nhiên là một người cực kỳ tự tin. Trong 1812, sư đồ gặp lại. Sau khi trông thấy người đàn ông này xuống tới, Tần Niệm Mân lập tức quên Diệp Mặc, vội kéo tay Trần Băng Du. Băng Du sư tỷ, đây là sư huynh Ngạn Húc Tào, người lúc trước em nói với chị, giờ Ngạn sư huynh là người cực kiếm tiên môn chúng ta. Băng Du sư tỷ, Tần Niệm Mân lập thào thào bất tuyệt giới thiệu bạn trai cho cô, mà Hải Xuyên Vũ nhìn Diệp Mặc với ánh nhìn như muốn giết Diệp Mặc. Mấy chục năm trước thấy Diệp Mặc cùng Trần Băng Du, mấy chục năm sau hai người cùng một chỗ. Anh là Diệp Mặc. Ngạn Húc Thào nhìn Diệp Mặc lạnh nhạt nói. Diệp Mặc người này là nhiều lần nghe qua, là Tần Niệm Mân dẫn về, hơn nữa Hải Xuyên Vũ không chỉ một lần hạ thấp Diệp Mặc trước mặt gã, nên đối với Diệp Mặc gã không có cảm thấy tốt đẹp. Diệp Mặc làm như nghe thấy Ngạn Húc Thào nói, đối với giọng vênh váo hung hàn này, hắn căn bản không buồn trả lời. Hắn một tiên vương lại đi dòng dài mấy cái chuyện với đại đất tiền mới là lạ. Diệp Mặc, Húc Thào sư huynh đang hỏi anh đấy. Tần Niệm Mân thấy Diệp Mặc căn bản không có ý trả lời, mặt bắt đầu không vui, trực tiếp lớn tiếng trách hỏi. Nếu không có Ngạn Thúc Thào,
Tần Niệm Mân vẫn còn cảm kích với Diêm Mặc, nhưng Ngạn Húc Thảo vừa đến, lòng cô bất kể chạm điểm đặt hết trên người hắn. Bằng dù sư tỷ giờ tỷ chuẩn bị đi đâu, Diêm Mặc cũng không để ý Tần Niệm Mân. Hắn và Tần Niệm Mân hoàn toàn là giao dịch. Nếu Tần Niệm Mân không có ý nghĩ hạ thấp mình nịnh nọt người trong lòng, Diêm Mặc có thể đối xử với cô như trước. Nhưng nếu mà hạ thấp mình đi nịnh nọt người trong lòng cô vậy thì lùi bao xa càng tốt. Trần Bằng Du lập tức nói, sư đệ ta muốn về thăm sư phụ một chút trước. Được, vậy thì ta đi trước. Diệp Bằng nói xong quay người căn bản không có ý lên tiên tức lâu. Tần Niệm Mân tuy trải qua biến cố lớn trong môn phái, nhưng cha cô giờ đã thành tựu tiên vương, tính tình cô thành thục hơn. Trước mặt người trong lòng bị Diệp Bằng bỏ qua lập tức tức giận. Huống chi Diệp Bằng chẳng những bỏ qua cô còn không coi người trong lòng cô ra gì. Cô chằm chằm nhìn bóng lưng Diệp Bằng oán hận nói với Trần Bằng Du. Bằng Du sư tỷ người này quá vô lễ không có giao dục. Mà trả lời cô là bóng lưng Trần Bằng Du đồng thời Bằng Du bỏ lại một câu. Diệp Mặc sư đệ, ta tiễn đệ. Trần Bằng Du đương nhiên không cần đi tiễn Diệp Mặc. Nhưng mà cô cũng không muốn trả lời Tần Niệm Mân. Tần Niệm Mân nói Diệp Mặc vô lễ, làm cô không có thoải mái. Chứ có điều Tần Niệm Mân là sư muội đồng môn, hơn nữa là con gái trưởng môn. Thêm nữa cô không quen quát. Lớn sư tỷ muội đồng môn dứt khoát mượn cỡ tiễn Diệp Mặc rời đi. Bằng Du sư tỷ hình như thay đổi, trước kia chỉ không như vậy. Thi Nhã Du theo bóng lưng Trần Bằng Du sững sờ nói, Bằng Du sư muội tâm tư đơn thuần, đi cùng tên khốn kia lâu như vậy nhất định bị hắn lừa gạt. Đồ khốn này Hải Xuyên Vũ ta không bỏ qua cho hắn. Hải Vũ Xuyên nhìn bóng lưng Diêm Mặc và Trần Bằng Du lạnh lùng nói. Ngạn Húc Thảo lại lạnh nhạt nói, lúc trước ta nghe Niệm Mân nói người này là kim tiên trung kỳ, hiện giờ là đại ất tiên sơ kỳ, xem ra tư chất hắn không kém à. Nghe nói là một tiên đan sư tam phẩm. Anh Húc Thảo hắn chỉ là tán tu tử thôn trấn nhỏ xa, có thể luyện tới đại ất tiên cũng đến đây là cùng, sao có thể so với anh? Không phải anh là tiên đan sư tam phẩm sao? Hơn nữa sắp thăng đến tứ phẩm. Tần Niệm Mân nòng là kinh hoàng vì Diêm Mặc luyện tới đại ất tiên thậm chí cao hơn cô một bậc, nhưng mà sợ Ngạn Húc Thảo nhạy cảm vẫn ở bên cạnh giải thích. Hải Duyên Vũ cười ha ha, đó là đương nhiên, nếu mà Húc Thảo sư đệ không có xuất sắc như vậy trưởng môn là không từ bỏ quan điểm nhanh như vậy. Nhưng Diêm Mặc này thực không đơn giản, lúc trước dùng một cái lò đan dược làm trưởng môn cảm động, thiếu chút nữa để Niệm Mân sư muội làm giả thành thật. Hải sư huynh, Tần Niệm Mân thấy Hải Xuyên Vũ còn đang nói lập tức không có hài lòng ngắt lời Hải Xuyên Vũ. Khí tức trên người người này ấm áp mềm mại, khí thế không hề ác liệt, tuy tỏ ra không để ý đến ta nhưng không hề phóng thích ra sát ý. Có thể thấy người này chưa bao giờ trải qua giết chóc, không có tiên nhân trải qua giết chóc mà vĩnh viễn không rõ chân lý kẻ mạnh. Dù hắn thành tựu đại tiên sư, tốc độ tu luyện mau một chút cũng chẳng có gì. Ngạn Húc Thảo lại lạnh nhạt nói. Tần Niệm Mân nghi ngờ, Húc Thảo ca, nếu mà đúng như hắn cùng Bằng Du sư tỷ đi trung tiên vực, sao có thể không trải qua giết chóc? Ngạn Húc Thảo mỉm cười nói, có phải đi trung thiên vực hay không, Bằng Du sư tỷ chưa chính miệng thừa nhận, hơn nữa họ trốn ở nơi nào bế quan tu luyện ta nghĩ cũng không người nào biết. Nhưng ta lại cảm thấy Diệp Mặc này sức hấp dẫn rất lớn, khi hắn đi Mạch Thuần sư muội không chỉ nhắc vài lần. Về sau Mạch Thuần sư muội một mình rời khỏi tông môn, ta còn tưởng rằng tìm hắn. Thì Nhã Du bên cạnh nói, hả, vậy càng không đáng nhắc tới. Ngạn Húc Thảo cười ha ha, với gã mà nói một người hàm mê nữ sắc, dù tư chất có hơn, thành tựu có hạn, cảnh giới cao nhất là vấn đỉnh tất cả. Nếu có bất kỳ vật cản trên đường của gã sẽ bị gã đá văng. Dù Tần Niệm Mân tương lai ảnh hưởng tới việc tu đạo của gã, gã cũng không cách khí đá văng. Chính là vì tâm trí gã vô cùng kiên định, một mình xông vào hỗn độn tinh vực mới có thành tựu vượt xa người cùng lứa. Lúc này gã chẳng những là đại ất tiên sơ kỳ, hơn nữa sắp sửa bước vào đại tiên sư tứ phẩm. Người như gã cho rằng ở trung tiên vực, thậm chí thượng tiên vực không ai hơn được vậy. Sư phụ, tỷ đến rồi. Sau khi hai người Diệp Mặc và Trần Bằng Du rời thành, còn chưa phóng pháp bảo ra, Diệp Mặc ngừng lại cười với Trần Bằng Du. Bằng Du, thật con trở về. Một giọng vui mừng vang, gần như cùng lúc giọng nói vang. Hai bóng người rơi xuống, quả là sư phụ Trần Bằng Du, Dương Nhiễm và trưởng môn Cực Kiếm Tiên môn Tần Bội Phủ. Sư phụ, Trần Bằng Du mừng rỡ tiến lên hành lễ. Cô cho rằng cả đời này không thấy sư phụ của mình, không ngờ mới trở lại Cung Hòa Thiên gặp phải sư phụ. Dương Nhiễm vui mừng không thôi. Trần Bằng Du là đệ tử đắc ý nhất của bà, gần như coi là người đệ tử này là con ruột mà dạy dỗ. Lúc trước khi trở về cha được Trần Bằng Du bị thương nặng, được một người cõng lên tiên thuyền, thậm chí là muốn rời Cung Hòa Thiên đuổi theo. Nhưng Cực Kiếm môn cần phải xây dựng lại, bà căn bản không cách nào rời đi. Tự Tại Vương là tiên vương trung kỳ, bà và Tần Bội Phủ hai người ngăn trở Tự Tại Vương. Nhưng nếu một người rời khỏi vậy rất nguy hiểm, đừng nói là xây dựng lại,
dù là bảo vệ mạng sống đệ tử môn phái cũng rất khó. Không ngờ là con, Băng Du, huyền tiên năm đó cõng con rời đi là hắn sao? Dương Nhiễm nhìn Diệp Mặc hỏi Trần Băng Du. Trần Băng Du vội đáp, vâng thưa sư phụ, nếu không có Diệp Mặc sư đệ đệ tử sớm không còn. Dương Nhiễm nghe xong lời lại cả kinh, bà là sư phụ Trần Băng Du há không nghe, cảm xúc đệ tử thay đổi. Một câu kia của Trần Băng Du tuy đơn giản, giọng đánh đồng cô và Diệp Mặc, tuy lòng kinh hoàng nhưng mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, khẽ cười với Diệp Mặc. Cảm ơn con cứu đệ tử ta, năm đấy ta thấy con rất không tồi. Diệp Mặc đã chủ động chắp tay. Diệp Mặc bái kiến Tần tông chủ, bái kiến Dương trưởng lão. Tần Bội Phủ thấy Diệp Mặc giống năm đó, dáng vẻ không kiêu không hèn, lòng ưa thích, cười ha ha. Diệp đan sư đúng là tiến bộ kinh người, năm đó cả là kim tiên giờ đã là đại ất tiên, e rằng trình độ luyện đan người cũng thẳng tắp lên nhỉ. Dương Nhiễm bên cạnh thầm than, há không biết ý Tần Bội Phủ. Tần Bội Phủ kỳ thực là không thích Ngạn Húc Thao, ông ấy thích Diệp đan sư này. Đáng tiếc là Diệp đan sư mất tích mà Tần Niệm Mân lại tìm về người trong lòng chính tức là Ngạn Húc Thao, rồi là Tần Bội Phủ trong lòng không đồng ý, thực tế chỉ có thể đồng ý. Hơn nữa biến cố môn phái, tâm tình ông cũng thay đổi không ít. Nếu là lúc trước, Dương Nhiễm nhất định khuyên Tần Bội Phủ tiếp tục coi trọng Diệp Mặc, nhưng giờ đệ tử mình và Diệp Mặc cùng một chỗ, cảm xúc hình như đổi. Lỡ đệ tử của mình cũng thích Diệp Mặc, vậy bà đương nhiên là giúp đệ tử. Hơn nữa năm đó bà là cảm giác Diệp Mặc không đơn giản, cuộc đấu năm đó căn bản là cố ý giành chiến thắng. Nhưng bà đoán không sai, Diệp Mặc lúc ấy là đại sư tiên đàn. Chỉ có điều đạo tâm mà sư phụ như bà truyền thừa cho đệ tử có chút trái ngược với sự thay đổi hiện nay của Trần Băng Du. Chuyện này đợi lúc nhàn rỗi bà phải hỏi kỹ đệ tử. Ta và trưởng môn nhận phi kiếm truyền tin của Niệm Mân, biết con trở về lập tức tới. Dương Nhiễm lòng là vô vàn lời muốn hỏi đệ tử, nhưng không cách nào hỏi thăm ở đây. Lúc này đám tầm Niệm Mân từ nội thành ra nhào nhào chạy về hướng này. Diệp đan sư cùng đi Cực Kiếm Tiên Môn đi. Cực Kiếm Tiên Môn đang trong quá trình xây dựng lại. Lần này sau khi xây dựng thành công, trở thành một trong tiên vương tông môn hàng đầu Cung Hoa Thiên. Tần Bội Phủ có chút thiết tha nhìn Diệp Mặc nói, chuyện Dương Nhiễm có thể phán đoán ra, ông đương nhiên là phán đoán ra một chút. Nếu như trong Diệp Mặc và Ngạn Húc Thao lựa chọn một con gì cũng không, ông là không nghi ngờ chọn Diệp Mặc. Là một tiên vương tu luyện vô số năm, ông tin tưởng mắt nhìn của mình không có sai. Ngạn Húc Thao có thể là đệ tử ưu tú của một môn phái cống hiến to lớn, dạng say môn phái, tuyệt không thích hợp làm con rể, cũng không thích hợp làm bạn đời con gái mình. Diệp Mặc chắp tay, hai vị tiên vương đại nhân, sau này nếu rảnh tôi đến Cực Kiếm Tiên Môn kính cẩn thăm hỏi, hôm nay thì không được, xin cáo từ. Nói xong Diệp Mặc phóng tay nguyệt, nháy mắt xuyên không mà đi, căn bản không muốn song dài cùng Hải Vũ Xuyên. Nháy mắt khi Diệp Mặc phóng tay nguyệt rời đi, bên tai truyền âm cho Dương Nhiễm, nhất định phải coi chừng Tự Tại Vương. Tự Tại Vương là muốn hàm, muốn vụ liền tâm hỏa. Diệp Mặc khoát tay áo, Thanh Nguyệt rất nhanh biến mất không thấy. Coi chừng Tự Tại Vương, Tự Tại Vương là một tiên vương trung kỳ, chỉ sợ đối phương không đến nếu tên này dán tới. Mình đầu tiên là muốn giết gã. Nhưng mà Diệp Mặc biết tin đồn là thật. Lúc trước làm địch thành nói Tự Tại Vương diệt Cực Kiếm Môn 3 khả năng, giờ là 2 khả năng đã đúng. Người này quá mức vô nễ. Đám người Tần Niệm Mân tới trước mặt Tần Bội Phủ và Dương Nhiễm thấy Diệp Mặc phóng phi hành pháp bảo trước mặt tiên vương. Tần Niệm Mân lập tức không hài lòng, hừ một câu. Trong 1813, miểu sát Tự Tại Vương, Diệp Mặc đứng trên thanh nguyệt tầm trạng bình tĩnh. Bằng dù có thể về bên sư phụ cô ấy là một chuyện tốt, dù hắn có nhiều chuyện cần làm. Đầu tiên là tìm nơi có tiên linh khí lồng đậm đóng quân tông môn. Trong tiên giới, Diệp Mặc không định một mình thành lập tiên thành, hắn muốn thành lập một cái tiên môn. Mục đích tiên môn đơn giản là triệu tập tu sĩ phi thăng từ lạc nguyệt lên. Tất nhiên tiên thành cần thành lập, nhưng mà điều ngoài thành lập tiên môn còn là thành lập tiên thành. Như vậy cũng là tương ứng hỗ trợ. Đáng tiếc liên tiếp lửa tháng trôi qua, với tốc độ Diệp Mặc đi được lửa cung hoa thiên cũng không có tìm được nơi tiên linh khí nồng đậm thích hợp làm căn cứ tông môn. Mặc dù là chưa tìm được nơi như vậy, nhưng Diệp Mặc cũng không phải không thu hoạch. Trên đường thấy ngọn núi có thảm thực vật tươi tốt, đều thu thập vào thế giới trang vàng. Nên làm căn cứ tông môn còn chưa tìm được, trong thế giới trang vàng hắn thu thập được hơn 100 ngọn núi. Diệp Mặc cân nhắc có nên gọi Tiểu Băng Sâm ra không, hoặc gọi Vô Ảnh ra thì thần thức không ngờ thấy cỗ xe vua quen thuộc. Đồng thanh hành cùng với ngỗ cỗ xe đó, Diệp Mặc nghe thấy từng cái tiên nhạc. Tiên nhạc quen thuộc khiến Diệp Mặc có chút hoảng hốt. Cái gì cũng không hiểu, lúc trước thấy cỗ xe Tự Tại Vương không ngờ muốn đến đó xem. Nếu không phải Trần Mặc Dù ngăn hắn, lúc đó không còn Diệp Mặc. Còn sau đó Tự Tại Vương không biết nơi nào nghe thấy hắn có vụ liền tâm hỏa truy sát tới Cực Kiếm Tiên Môn.
Năm đó, đường thần thức của Tự Tại Vương suýt chút nữa khiến hắn tan vỡ, khiến hắn cảm thấy bản thân có áp lực cực lớn. Không phải hắn có khổ trúc và tam sinh quyết, lòng tuyệt đối là còn ám ảnh lại. Mấy chục năm sau, hắn lần nữa nhìn thấy cỗ xe Tự Tại Vương, lần này hắn là một tiền vương. Xe bạc nghĩ tới mấy năm gian khổ thở sai, không đến chặn Tự Tại Vương lại mà quay người bỏ đi. Hắn tin Tự Tại Vương là truy sát hắn. Quê cũ của Tự Tại Vương, bất kỳ người nào nhìn thấy cỗ xe ngựa đều phải dừng lại nhường đường, còn hắn chẳng những không nhường đường, ngược lại quay người bỏ đi. Tự Tại Vương sao mà bỏ qua cho hắn? Hơn nữa Tự Tại Vương kia nếu biết hắn có vụ liên tâm hỏa tuyệt đối có hình ảnh của hắn, sẽ mặc sở dĩ quay người bỏ đi là hắn quả thật không muốn giết quá nhiều người. Cỗ xe Tự Tại Vương, các loại mỹ nữ cộng thêm chưa đến 1.000, cũng là phải đến mấy trăm. Một khi hắn giết Tự Tại Vương cần phải giết toàn bộ những người này, nếu không hắn lộ thân phận. Thần thức Diệp Mặc quét tới Tự Tại Vương, thần thức Tự Tại Vương lúc lâu sau mới quét tới Diệp Mặc, còn đây là Diệp Mặc chủ động quét tới gã, nếu không gã căn bản không quét được. Tự Tại Vương miễn cưỡng nắm mới nhìn thấy bóng lưng Diệp Mặc rời đi. Người trên xe càng không biết gì, thấy cô xe mình đến rồi có người dám đi, Tự Tại Vương giận tím mặt. Đối với gã mà nói, tiền âm của gã truyền ra ngoài ai không biết gã đi qua. Nghe thấy tiền âm còn dám đi, quả thực không biết sống chết. Dù gã tiêu diệt cực kiếm môn có hai tiền vương sơ kỳ, giờ cũng không dám tìm gã tính sổ, chỉ là tiểu tiên qua đường dám khinh thường cỗ xe của mình. Tự Tại Vương đang định dùng thần thức áp chết Diệp Mặc, cảm thấy trên người Diệp Mặc tỏa ra khí tức thiên hỏa vụ liền tâm hỏa. Tự Tại Vương lập tức bật dậy trên xe, trực tiếp nói với người cỗ xe nói: một người ở đây đợi ta là được, ta đi một mọi người ở đây đợi ta đi một lúc sẽ về. Các không thể không tăng tốc vì một chút khí tức vụ liền tâm hỏa sắp biến mất. Diệp Mặc thấy Tự Tại Vương đuổi theo, quả nhiên lòng là cười khẩy. Tên này phải là Tự Đại Vương mới đúng. Bản thân mình là chưa kịp tìm gã, không ngờ gã gặp tên này. Tên này ngay cả lái xe lượn vòng quanh Cung Hoa Thiên cũng không biết là muốn giỡn uy phong gì. Quả là anh chạy không chậm nhỉ. Một tuần hương sau, tuần Tự Tại Vương là chặn đường Diệp Mặc. Hả? Tự Tại Vương nhìn Diệp Mặc cười vang. Năm đó bỏ qua cho anh tôi cực hối hận. Xem ra không phải là của tôi thì vẫn là của tôi. Xem ra Nam U hư hỏa của tôi đến lúc đột phá niết thành tiên diễm. Nghe nói anh là đàn sư nữa, có lẽ anh là có thể bán mạng cho tôi. Tôi cũng chưa chắc giết anh, là một con chó của tôi cũng không tệ. Nói tới đây, Tự Tại Vương bỗng dừng cảm giác không đúng. Diệp Mặc hình như không chút sợ hãi, chẳng những không sợ, vẻ mặt bình tĩnh hình như chẳng để ý gã là gì. Anh không sợ tôi sao? Tự Tại Vương không ngờ nghi ngờ hỏi. Diệp Mặc bình thản bộ dáng. Anh thấy bộ dạng tôi không giống như là sợ anh sao? Nếu tôi nói tôi đang cố ý chờ anh thì anh tin không? Anh là thằng ngu sao? Năm đó tôi giấu vụ liên tâm hỏa không bị anh phát hiện, nhiều năm trôi qua anh ngược lại phát hiện vụ liên tâm hỏa. Anh là tiên tôn hay tiên đế? Tự Tại Vương giật mình. Đúng vậy, gã cảm thấy khí tức mồi lửa vụ liên tâm hỏa lập tức đuổi đến. Không có nhớ ra năm đó sao không phát hiện ra? Sao không phát hiện ra nhỉ? Ý nghĩ chỉ thoáng qua, lĩnh vực tiên vương Tự Tại Vương thi triển ra, đồng thời tay chộp tới Diệp Mặc, trói chặt Diệp Mặc rồi tính tiếp. Đối phó với đại ất tiền nhã nhép, các căn bản không cần mở rộng lĩnh vực. Nhưng lời Diệp Mặc đã là dọa gã sợ, gã không ngờ là lĩnh vực cũng thi triển. Diệp Mặc hừ một tiếng, vùng tay chém quyền. Tự Tại Vương cảm thấy lĩnh vực mình giống như miếng vải rách tan tành, chớp mắt nạt tả tới dưới lĩnh vực thi triển. Anh là tiên vương? Câu của Tự Tại Vương chưa nói xong bị lốc xoáy quyền phong Diệp Mặc cuốt đến. Một cái tiếng lộ ầm vang, pháp bảo tiên khí của Tự Tại Vương không kịp phóng ra bị một quyền Diệp Mặc đánh bay, đồng thời tiên nguyên toán nạn phun mấy ngụm máu tươi. Không đợi Tự Tại Vương lể sinh nghĩ trốn, chốc lát Diệp Mặc hạ xuống trước mặt Tự Tại Vương, vung tay giống như cầm một con gà con vịt bắt Tự Tại Vương trong tay, còn Tự Tại Vương không có lực phản kháng. Tự Tại Vương bị Diệp Mặc nắm trong tay, sắc mặt kinh hãi. Lúc trước Diệp Mặc chẳng phải kim tiên nhã nhép, giờ là đại ất tiên, khiến gã là giật mình. Nhưng động thủ xong không ngờ y là tiên vương, hơn nữa tiên vương nghịch thiên, với bản lĩnh của mình trước mặt đối phương chỉ đại như kiến hồi dễ bị giết chết. Tiên hữu, không, tiền bối tha mạng. Tự Tại Vương giết người khác cũng không lưu tình, nhưng khi đến lượt bản thân gã là vô cùng kinh hoàng. Diệp Mặc đang định dẫn Tự Tại Vương đến nơi khác hỏi thăm, thần thức sùng sướng phát hiện người quen. Lúc này hắn làm gì có tâm trạng quản Tự Tại Vương, thúc giục tiền nguyên nghiêm nghị hỏi: lúc trước làm thế nào anh biết tôi có vụ liên tâm hỏa? Còn nữa, anh tại sao diệt cực kiếm môn? Đừng động thủ, tôi nói. Tự Tại Vương ăn mặt đẹp đẽ, không có uy thế đáng sợ như trước, cũng không uy phong ngoan ngoãn ngồi trên cỗ xe. Vô số tiền vương vây quanh gã, quả thực giống như là nhị thế tổ, nó lờm lớp lo sợ. Diệp Mặc không khỏi lắc đầu. Căn bản không cần Diệp Mặc dùng đại hình nào, Tự Tại Vương lắp bắp nói: vì Tần Bội Phủ và Dương Nhiễm một lần tìm di tích lấy được vô số đồ tốt, những thứ này bao gồm một bình Y Vương Đan. Diệp Mặc giật mình, còn tưởng Tần Bội Phủ lấy được bồng về tiên quả để người khác luyện chế Y Vương Đan, không ngờ lấy được Y Vương Đan.
Giá trị một bình Y Vương Đan quá quý giá, Diêm Mặc không cần đoán cũng biết. Trong Hạ Thiên Vực chỉ là một bình Y Vương Đan, muốn không trở thành đệ nhất tông môn cũng khó. Tôi nghe nói Công Tôn Ân nói cho tôi biết, anh có vụ Liên Tâm Họa do Công Tôn Ân nói. Sau đó tôi làm một lấy cớ muốn con bé đó của Cực Kiếm Môn. Con bé nó tên Trần Băng Du, tôi cũng gặp qua, hình như cũng không tệ, cho nên Tự Tài Vương nói đến sau càng cảm nhận sát cơ Diêm Mặc, giọng cả run rẩy. Diêm Mặc cuối cùng hiểu ra chuyện, hóa ra tên Công Tôn Ân quát tác quái. Công Tôn Ân và Tần Bội Phủ là bạn bè, Tần Bội Phủ lại lấy được đồ tốt, không chừng Công Tôn Ân cũng biết mình là dùng vụ Liên Tâm Hỏa thì luyện đàn cùng Công Tôn Ân. Công Tôn Ân rõ ràng cũng biết. Tiền bối tha mạng cho tôi nguyện làm con chó cho tiền bối. Tự Đại Vương là run giọng xin tha mạng. Diêm Mặc giật mình, thu một cái tên lô tải như vậy làm việc không tệ, nhưng suy nghĩ này nhanh bị Diêm Mặc xua tan. Chuyện thế này quá nguy hiểm, dù hắn khống chế nguyên thần Tự Tại Vương, lúc nào lấy mạng được y cũng nguy hiểm. Tự Tại Vương chết thì chết rồi, nhưng bí mật của hắn không thể nào truyền ra. Chẳng may có người biết Diêm Mặc hắn mấy chục năm, từ Kim Tiên đến Tiên Vương, vậy bao nhiêu người tìm hắn. Tôi cuối cùng nói không chừng đến Tiên Đế cũng xếp hàng đến cung Hòa Thiên, lúc đó dù là hắn ba đầu sáu tay cũng chết chắc. Nghĩ tới đây, Diêm Mặc không do dự, tiên nguyên đánh ra. Tự Tại Vương uy phong bao nhiêu năm đó trong cung Hòa Thiên bị Diêm Mặc giết chết dễ dàng. Một con nửa màu tím trôi trong không trung, con nửa ba đường kim sắc rõ ràng là môi lửa tử niết cấp 3. Diêm Mặc đánh mấy cấm chế, nhanh chóng thu hồi môi lửa vào hộp ngọc. Hắn biết đây chắc chắn là Nam U Hư Hỏa xếp thứ 7 trong tất cả thiên hỏa, được coi là trả phí cho lần công phu này. Một chốc sau, một chiếc nhẫn chữ vật bị Diêm Mặc lấy được. Đối với nhẫn chữ vật, Tự Tại Vương Diêm Mặc không có nhiều hy vọng. Dù sao lúc trước giết hai tiên vương hậu kỳ, đồ lấy được không có rất nhiều, đồ dự khả tiên vương cũng nhiều hơn một chút. Ngoài 500 triệu tiên tinh, còn nửa đoạn tiên linh mạch thượng phẩm, đồ củ kinh thì thê thảm lắm rồi. Nhưng mà thần thức Diêm Mặc quét vào nhẫn chữ vật, Tự Tại Vương ngạc nhiên đờ người. Tiên linh thảo cấp 7, cấp 8 chất thành đống, thậm chí có một gốc tiên linh thảo cấp 9, tiên tinh gần 5 tỷ, hai đoạn tiên linh mạch trung phẩm, ba đoạn tiên linh mạch hạ phẩm. Người này quả nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình xong, hơn nữa tuyệt đối không dựa vào tu vị mà đoán độ sâu có. Nhưng ngày trước giết Bạch Vô Nhẫn lấy được mấy tỷ tiên tinh, giờ nghĩ lại có chút không tưởng tượng nổi. Những cái tiên tinh này với Diệp Bạc mà nói cũng vừa vặn, sắp mở rộng tầm tông môn cần phải có những thứ này. Sau khi cất nhẫn chữ vật, Tự Tại Vương Diệp Bạc lấy ra chiếc mặt nạ đeo lên, nháy mắt biến thành một người đàn ông trung niên gầy gò, mặc tiên bào xanh lục, lúc này chạy về hướng người quen bàn nãy.